có những vụ án kinh hoàng không chỉ làm biến mất một nhân dạng trên cõi đời, mà còn xóa sổ cả một gia đình hoặc một dòng họ trong lịch sử. Và đó là những thảm án diệt môn. Nghe tên thôi cũng đã thấy rùng rợn phải không ạ? Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Khánh Hà tìm hiểu 5 thảm họa diệt môn tàn khốc nhất trong lịch sử để cùng tìm hiểu xem mâu thuẫn phải lớn tới mức nào mới có thể gây ra hậu quả kinh hoàng tới như vậy. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe trên kênh Kỳ Án Có Thật để không bỏ lỡ những vụ án hấp dẫn khác của chúng mình nhé. Những ngày này, sức nóng của cuộc bầu cử Mỹ khiến triển vọng về một giấc mơ Mỹ cũng được nhắc đến không ít. Nhưng liệu giấc mơ ấy có hoàn toàn màu hồng, có rực rỡ cờ hoa như vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó hay không? Và nếu bạn vẫn còn tin là có thì hãy để chúng mình kể cho các bạn nghe về mặt trái của giấc mơ này và hậu quả khiến một gia đình gần như diệt vong. Và ngay sau đây sẽ là vụ án thảm sát 5 mẹ con gốc hoa ở Brooklyn. Trong đêm tối, những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một con phố nhỏ của thành phố New York sôi động phủ hoa. Từng người, không chính xác, là từng đứa trẻ gục xuống bởi những cú đâm oan nghiệt. Còn quá nhỏ, chúng không hiểu tại sao mình lại bị ra tay, cũng không hiểu tại sao con người đó lại phải ra tay với chúng. Sự thảng thốt ấy là có cơ sở, bởi kia chẳng phải là ai xa lạ. Chúng vẫn gọi người đó hàng ngày bằng cái tên Chú Đông. Vậy thì cái tên Chú Đông này là ai? Hắn ta có thâm thù đại hận gì mà lại phải xuống tay với cả những đứa cháu của mình? Và liệu hắn có thể trốn thoát sau khi thực hiện tội ác tày trời này hay không? Hãy cùng Khánh Hà lật mở vụ án chấn động cộng đồng người Hoa này trong video của ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm đến nhân vật trong câu chuyện của ngày hôm nay, anh Trác Nhất Lâm. Trác Nhất Lâm quê ở làng Liên Thôn, thị trấn Hàng Thành, quận Thường Lạc, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm anh 12 tuổi, bố anh qua đời do tai nạn lao động. Mẹ anh, bà Trần Nhất Trai phải vất vả nuôi con một mình. Vào những năm 1980, khi chính sách cải cách mở cửa được triển khai ở Trung Quốc, rất nhiều người dân ở các tỉnh ven biển như là Quảng Đông, Phúc Kiến đã bắt đầu xuất ngoại làm ăn kiếm tiền. Nhiều người trong số họ sau khi kiếm được một công việc tốt nơi xứ lạ đã gửi tiền về cho gia đình, giúp người thân thoát nghèo. Chứng kiến sự đổi thay của những gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động, người dân ở làng Liên Thôn cũng đã bắt đầu đua nhau đi xuất ngoại. Giấc mơ Mỹ như một cơn sóng thần cuốn họ đi, bởi họ tin rằng đó là con đường ngắn nhất để có thể thoát nghèo. Tuy nhiên, do không có giấy tờ hợp pháp nên nhiều người đã phải chọn con đường nhập cư bất hợp pháp đầy rủi ro và nguy hiểm. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trác Nhất Lâm đã xác định sẽ đi theo con đường này. Năm 21 tuổi, với 40.000 đô la góp vốn từ người thân và bạn bè, Trác Nhất Lâm cũng nuôi giấc mộng Mỹ tiến. Như bao thanh niên khác trong làng, sau một hành trình dài đầy vất vả, cuối cùng anh cũng đặt chân đến thành phố New York phồn hoa, một thành phố xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn. Lúc này, ẩm thực Trung Quốc ở Mỹ phát triển rất phong phú, đa dạng, từ món Quảng Đông, Tứ Xuyên, món hầm, món đặc trưng của Đông Bắc, Tân Cương. Nhà hàng Trung Quốc không chỉ mọc lên ở các thành phố lớn mà còn nở rộ ở khắp mọi nơi, từ thành phố nhỏ, ga tàu, bến xe cho đến những khu du lịch nổi tiếng. Nói chung là bất cứ nơi nào có dòng người qua lại đông đúc. Như bao người nhập cư khác, do không biết tiếng cũng chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, Trác Nhất Lâm chỉ có thể làm những công việc tay chân vất vả, lương thấp. Sau một thời gian tìm việc, Trác Nhất Lâm quyết định vào làm trong một nhà hàng Trung Quốc, bắt đầu từ những công việc hết sức bình thường. Về đời sống, anh cũng giống như bao người khác, phải chen chúc sống trong những căn phòng chật hẹp, ngủ trên giường tầng. Khoảng cách giữa các tầng rất thấp nên nhiều lần anh đã bị va phải đầu. Sau nhiều lần như vậy, anh nhớ đời, không dám ngồi thẳng dậy trên giường nữa. Rồi thì thu nhập của anh cũng dần dần ổn định. Anh chuyển sang giường ở tầng 2, rồi cuối cùng anh có một chiếc giường riêng. Giờ đây anh có thể tự tin ngồi thẳng dậy mà không sợ bị đụng đầu nữa. Khi đã trả hết nợ, những người nhập cư bất hợp pháp như Trác lại hướng đến một mục tiêu khác, đó là xin thẻ xanh, tức là thẻ thường trú nhân ở Mỹ. Trong mắt nhiều người thì có được tấm thẻ này trong tay mới được xem là thành công khi sang Mỹ. Và sau hơn 10 năm vất vả làm lụng, cuối cùng Trác Nhất Lâm đã đạt được dấu mốc thành công đó. Anh ta đã trở thành người có thân phận trong mắt mọi người. Nhưng lúc này, anh đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái.
mẹ của Jack ở quê nhà bắt đầu lo lắng, giao diết tìm đối tượng phù hợp cho con trai. Qua mai mối, anh quen và yêu Lý Kiều Trân, một cô gái cùng quê Phúc Kiến. Với sự giúp đỡ của những băng nhóm chuyên đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ, Lý Kiều Trân cũng nhanh chóng đến được New York. Hai người làm đám cưới và Kiều Trân cũng nhanh chóng có được thẻ xanh. Sau khi kết hôn, Trác Nhất Lâm và Lý Kiều Trân chuyển đến sống tại Brooklyn, New York. Họ thuê một căn hộ ở tòa nhà số 870, phố 57, Đại lộ 8, công viên Sunset. Đây là một tòa nhà cổ được xây dựng từ năm 1925. Căn hộ của hai vợ chồng ở tầng 1 có hai phòng ngủ và một phòng tắm. Diện tích tuy không rộng rãi nhưng bù lại nằm ở vị trí rất thuận tiện. Vài năm sau, những đứa con của họ lần lượt ra đời. Trác Nhất Lâm càng chăm chỉ làm việc hơn để lo lắng cho vợ. Anh làm đầu bếp tại nhà hàng Best Walk ở Queens. Nhà hàng cách nhà anh chỉ hơn 30 phút đi xe, nhưng để tiết kiệm thời gian và tiền xe cộ, anh đã ở lại ký túc xá do chủ cung cấp. Đến cuối tuần, anh mới trở về nhà thăm vợ con. Để dành dụm tiền, Trác Nhất Lâm sống rất tiết kiệm. Anh không hút thuốc, cũng không la cả quán xá, cho dù được ông chủ mời. Sau 12 tiếng làm việc mệt mỏi mỗi ngày, anh chỉ muốn ở lại ký túc xá, xem TV hoặc là gọi điện thoại cho vợ con. Lương tháng của anh cũng chỉ vỏn vẹn có 3.000 đô, một khoản tiền không nhiều. Vì vậy anh rất tiết kiệm, chẳng dám tiêu pha gì cho bản thân. Tuy nhiên, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè người thân. Anh đã giúp một người bạn cùng làng trả hết khoản nợ khổng lồ vốn vay mượn để được nhập cư trái phép vào Mỹ. Vào những ngày lễ Tết, anh cũng đều đặn gửi tiền về cho mẹ. Trác Nhất Lâm luôn ấp ủ một giấc mơ lớn, dành dụm được một khoản tiền rồi đưa vợ con ra ngoại ô sinh sống và mở một nhà hàng cho riêng mình. Vì giấc mơ này, anh càng nỗ lực làm việc hơn nữa. Năm 2013, gia đình nhỏ của Trác Nhất Lâm đã có 4 người con. Cô chị cả Linda, 9 tuổi, em gái Amy, 7 tuổi, cậu em trai Kevin, 5 tuổi và em út William mới 13 tháng tuổi. Để tiện chăm sóc con út, Lý Kiều Trân đã nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Ba đứa con lớn đi học tại trường tiểu học gần nhà. Thế nhưng, gia đình hạnh phúc của Trác Nhất Lâm và Lý Kiều Trân bỗng chốc tan nát vào ngày 26 tháng 10 năm 2013. Một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra. Vào khoảng 10 giờ 45 phút tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2013, Cảnh sát thành phố New York nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Giọng người phụ nữ trong điện thoại run rẩy, hoảng loạn. Cô cho biết nhà anh họ của cô vừa mới gặp chuyện. Hung thủ đã bị chồng cô ta khống chế. Cảnh sát hãy đến ngay lập tức. Tình cờ lúc đó, hai thanh tra cảnh sát thuộc khu vực 66 New York là Jeremy Greer và Joe Talavera đang ở gần đó để xử lý một vụ cướp. Họ lập tức lái xe đến hiện trường ngay khi nhận được tin báo, thậm chí là còn trước cả xe cấp cứu. Đến nơi, ngay từ ngoài cửa, họ đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ xám, chân không đi dép, dính đầy máu, đang bị một người đàn ông khác khống chế. Cạnh người đàn ông mặc áo ba lỗ là một chiếc kéo và một con dao phay dính máu. Người phụ nữ gọi điện thoại báo án tên là Tinh Tinh. Cô cho biết chị dâu và 4 đứa cháu của cô đang ở trong nhà. Tất cả đều bị thương nặng và kẻ thủ ác chính là gã đàn ông kia. Sau khi còng tay nghi phạm, hai viên thanh tra bước vào bên trong. Họ choáng váng trước cảnh tượng thảm khốc hiện ra trước mắt. Sàn nhà dính đầy máu. Trong bếp, Lý Kiều Trân, 38 tuổi và con trai Kevin, 5 tuổi, nằm gục trong vũng máu. Trên cơ thể họ có nhiều vết thương, đặc biệt là phần thân. Cổ họng của cả hai cũng đều gần bị đứt lìa. Nhưng thật kỳ diệu, hai mẹ con vẫn còn thở. Lúc nhân viên cấp cứu đưa hai mẹ con ra ngoài thì Kevin đã bất tỉnh, còn Kiều Trân không thể nói được. Chị cố gắng dùng ngón tay ra hiệu số 4 để hỏi về tình hình 4 đứa con của mình. Nhưng do nhiều ngón tay đã bị đứt trong lúc giằng co với hung thủ, nên chị chỉ có thể giơ hai tay lên, mỗi tay giơ hai ngón. Chưa kịp biết số phận các con mình thế nào, chị Kiều Trân đã bất tỉnh và được đưa lên xe cấp cứu. Nhân viên cấp cứu cũng khẩn trương cầm máu cho Kevin và tiến hành hô hấp nhân tạo. Nhưng khi đến bệnh viện, cậu bé 5 tuổi đã ra đi mãi mãi. Không lâu sau, tin buồn lại đến. Kiều Trân cũng qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, cơn ác mộng kinh hoàng vẫn chưa kết thúc.
hai thanh tra cảnh sát bước vào phòng ngủ và phát hiện ba đứa con còn lại của gia đình Trác Nhất Lâm, gồm Linda và Amy, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Thậm chí cậu bé William mới 13 tháng tuổi cũng không qua khỏi. Cả ba đứa trẻ đều có vết thương sâu ở cổ, chứng tỏ là hung thủ đã ra tay quá dã man và tàn nhẫn. Hắn không hề có chút lòng thương xót nào khi xuống tay với những đứa trẻ còn chưa nói sõi. Trác Nhất Lâm bàng hoàng khi hay tin vợ con bị nạn. Chỉ sau một đêm, anh đã mất đi tất cả. Vợ anh và bốn đứa con thơ đều bị ra đi oan uổng. Nỗi đau quá lớn khiến anh gần như gục ngã. Nhưng sự thật thì còn đau đớn hơn khi hung thủ mà chồng Tinh Tinh tóm được không phải là một kẻ xa lạ, mà chính là em họ của anh, Trần Miện Đông. Trần Miện Đông sinh năm 1988 tại Thường Lạc, Phúc Kiến, Trung Quốc. Bố của Miện Đông, ông Trần Nhất Tường, là em trai của mẹ Trác Nhất Lâm. Hai gia đình rất thân thiết với nhau. Hai nhà cùng góp tiền xây một căn nhà 4 tầng trong làng và cùng sinh sống tại đó. Miện Đông là con trai cả trong gia đình. Em trai của anh ta, Trần Miện Hàng, kém anh ta 5 tuổi. Ngoài ra, gia đình họ còn nhận nuôi một cô con gái tên là Trần Nana. Mẹ của Miện Đông, bà Huỳnh Quế Nga kể lại. Vào thời điểm đó, người lớn trong làng không coi trọng việc học hành, bởi vì họ nghĩ rằng cứ đi ra nước ngoài làm ăn còn kiếm được nhiều tiền hơn là đi học. Bố của Miện Đông có 7 anh em trai, trong đó có tới 4 người đã sang Mỹ. Họ tin rằng thay vì dành thời gian để học, hãy sang Mỹ kiếm tiền rồi dùng tiền đó về để lấy vợ sau. Miện Đông cũng nghĩ như vậy. Học hết lớp 7, anh ta bỏ học, ở nhà lêu lổng, chơi bời. Đến năm 16 tuổi, gia đình vay mượn khắp nơi, gom được 70.000 đô la Mỹ để trả cho những kẻ buôn người đưa Miện Đông nhập cư trái phép vào Mỹ. Thế nhưng, vào ngày khởi hành thì Miện Đông suýt chút nữa đã mất đi cơ hội. Anh ta mải chơi game ở quán net đến mức quên cả giờ giấc. Bố anh ta còn phải lôi con trai ra khỏi quán net và giao cho những kẻ buôn kia. Miện Đông cùng với kẻ buôn từ Thâm Quyến bay sang Hồng Kông, rồi từ đây bay sang Đài Loan và cuối cùng là đến Hawaii. Kẻ buôn dặn Miện Đông phải xé hộ chiếu trước khi xuống máy bay ở Hawaii. Chúng dạy anh ta nếu không có hộ chiếu khi qua cửa khẩu, anh ta sẽ bị giam lại trong trại tạm giam để điều tra. Lúc đó chỉ cần người thân ở Mỹ chuẩn bị đủ tiền thì có thể bảo lãnh anh ta ra ngoài. Và mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Miện Đông bị cảnh sát Mỹ giam giữ tại một trại giam dành cho thanh thiếu niên nhập cư ở tiểu bang Arizona. Khi đến nơi, anh ta cực kỳ ngạc nhiên bởi vì trại giam này không hề giống như anh ta tưởng tượng mà trông như một trường học nội trú. Ở đây anh ta được học tiếng Anh, được ăn ở miễn phí. Phần lớn những người bị giam giữ ở đây đều là những thanh niên trạc tuổi anh ta, đều nhập cư vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Sau khi được người thân ở Mỹ bảo lãnh, Miện Đông tiếp tục vay mượn thêm tiền để thuê luật sư xin thẻ xanh với lý do xin tị nạn chính trị. Đây là lý do được rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ sử dụng. Trong khi chờ đợi thẻ xanh, Miện Đông đã tìm việc làm để kiếm tiền. Công việc của anh ta là đứng bếp chuẩn bị đồ chiên rán tại một nhà hàng Trung Quốc ở New York. Đây là công việc đầu tiên, và đứng bếp cũng là công việc khá vất vả. Chủ yếu là chiên rán các món như là gà, lợn, bò, rán nem, rán rau củ. Mùa hè, đứng trước chảo dầu nóng, mồ hôi nhễ nhại, dầu mỡ bắn tung tóe vào người. Nhiều lúc nóng đến hoa mắt, chóng mặt. Lúc đó thì bạn mới thấu hiểu thế nào là làm việc cực nhọc nhưng lương 3 cọc 3 đồng. Miện Đông làm việc cật lực 12 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Nhưng mỗi tuần anh ta chỉ nhận được có 300 đô tiền lương. Sau một năm vất vả đứng bếp, Miện Đông quyết định đi làm xa kiếm tiền. Anh ta tìm đến những nhà hàng ở ngoại ô, nơi có bao ăn, bao ở và không có chỗ tiêu tiền. Đây là nơi lý tưởng để dành dụ. Suốt 8 năm tiếp theo, Miện Đông đã làm việc cho hơn 10 nhà hàng bán đồ ăn mang đi, chủ yếu là ở vùng ngoại ô Chicago. Cứ đều đặn mỗi tuần, anh ta lại xách túi quần áo và đồ dùng cá nhân, bắt xe từ New York đến nhà hàng để làm việc. 9 giờ sáng bắt đầu công việc, 10 giờ tối mới tan ca. Giữa ca làm việc, anh ta có một tiếng để nghỉ ngơi, ăn uống. Sau giờ làm, anh ta về phòng ở của nhân viên và lên mạng chat, cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Sau vài năm tiết kiệm, Miện Đông đã trả hết nợ cho kẻ buôn. Hàng năm, cứ đến Tết, anh ta đều gửi cho gia đình từ 2.000 đến 4.000 đô. Vào các ngày lễ khác như Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ, anh ta cũng gửi về vài trăm đô. Nghe nói đây là phong tục của người Phúc Kiến khi làm ăn xa.
Nhờ số tiền của con trai gửi về cùng với tiền tích góp bấy lâu, ông Trần Nhất Tường dự định xây một căn nhà 3 tầng trong làng. Khi biết chuyện, bà Trần Nhất Trai, chị gái của ông, đồng thời là mẹ của Trác Nhất Lâm, đã bàn bạc với em trai rồi quyết định góp tiền cùng xây, nâng căn nhà lên thành nhà 4 tầng. Xây xong, hai gia đình cùng chuyển vào ở. Trong khi gia đình ở quê nhà ngày càng êm ấm, hòa thuận, thì cuộc sống của Miện Đông ở Mỹ lại gặp rất nhiều trắc trở. Tính tình cô lập ít nói, Miện Đông không khéo léo trong việc giao tiếp với mọi người. Anh ta thường xuyên cãi nhau, thậm chí là ẩu đả với đồng nghiệp. Anh ta hay cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Qua những dòng trạng thái này, ta có thể thấy được phần nào tâm trạng của Miện Đông. Anh ta viết, đàn ông thì đổ máu chứ không đổ lệ. Đánh nhau thua cũng không được kể với người nhà. Rồng bay khắp thiên hạ, người không phạm ta, ta không phạm người. Muốn đánh thì đến, đánh cho tới khi nằm sấp xuống, xem còn dám hỗn xược nữa không. Có thể thấy, Miện Đông là một người không giỏi giao tiếp, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chính vì vậy công việc của anh ta không ổn định, không ai lại muốn làm việc chung với anh ta cả. Có khi anh ta làm việc ở một nhà hàng trong vài tháng, có khi thì chỉ vài ngày là lại bỏ việc. Mỗi khi thất nghiệp, Miện Đông lại chìm trong buồn bã, chán nản. Anh ta hút thuốc, mang tiền tích cóp đi đánh bạc. Lúc đầu thì anh ta còn thỉnh thoảng rủ bạn bè đi chơi game, trò chuyện. Nhưng rồi anh ta trở nên lầm lì, ít nói và thích ở một mình. Sau khi thay đổi nhiều công việc, cuối năm 2012, Miện Đông chán nản đến Jacksonville, Florida tìm đến người chú ruột là Trần Nhân Lạc đang làm chủ tại một nhà hàng ở đây. Trong mắt ông Nhân Lạc, Miện Đông là một chàng trai chăm chỉ, ít nói. Anh ta chăm chỉ gửi tiền kiếm được về cho bố mẹ, chia hoa quả cho đồng nghiệp trong nhà bếp. Nhân Lạc nghĩ rằng Miện Đông chỉ là một chàng trai hiền lành, muốn kiếm tiền và cũng chẳng có gì bất thường. Thế nhưng, khi làm việc cho chú được nửa năm thì một biến cố bất ngờ đã khiến cuộc đời Miện Đông rẽ sang một hướng khác. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2013, trong lúc đang đứng bếp, Miện Đông nhận được điện thoại của luật sư. Luật sư hỏi anh ta tại sao hôm nay không đến tòa. Miện Đông ngơ ngác, trả lời anh ta không biết hôm nay phải ra tòa. Luật sư cho biết do Miện Đông vắng mặt không lý do, thẩm phán ở Chicago coi đây là hành vi coi thường tòa án nên đã bác đơn xin tị nạn chính trị của anh ta. Tòa án yêu cầu trục xuất Miện Đông về nước. Kể từ hôm đó, Miện Đông lại trở thành người nhập cư bất hợp pháp. Anh ta không thể tiếp tục làm việc và cũng không thể ở lại Mỹ một cách hợp pháp được. Nghe tin sét đánh, Miện Đông ngay lập tức bay trở lại Chicago để gặp luật sư. Nhưng đã muộn mất rồi. Luật sư cho biết quyết định của thẩm phán đã được ban hành. Hiện tại, anh ta đã là người ở lại Mỹ một cách bất hợp pháp. Nhưng Miện Đông vẫn còn có một cơ hội cuối cùng. Đó là Nana, em gái nuôi của Miện Đông. Biết tin và đã gọi điện cho anh trai đề nghị hai người kết hôn giả. Nana vốn không phải là em ruột của Miện Đông. Cô ấy được gia đình Miện Đông nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Bố ruột của Nana cũng nhập cư trái phép vào Mỹ từ lâu. Sau khi có được thẻ xanh, ông ta đã nhập quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho vợ và ba người con, trong đó có Nana. Lúc này, Nana đã đi làm và chỉ cần thi đỗ là cô ấy sẽ được nhập quốc tịch Mỹ. Khi đó thì Nana hoàn toàn có thể giúp anh trai có được thẻ xanh thông qua kết hôn giả. Vấn đề là Miện Đông lại không muốn kết hôn giả. Anh ta nói với Nana rằng anh ta muốn kết hôn thật, anh ta muốn có được thẻ xanh, muốn trở thành công dân Mỹ và cũng muốn lấy Nana làm vợ. Nhưng Nana ngay lập tức từ chối. Cô ấy mới chỉ 18 tuổi, luôn coi Miện Đông như anh trai ruột. Kết hôn giả thì được, chứ kết hôn thật thì không bao giờ. Biết tin mình vẫn không thể có được thẻ xanh dù đã chịu cực khổ 9 năm trời dài đằng đẵng ở Mỹ, Miện Đông hoàn toàn suy sụp. Anh ta trở nên buồn bã, chán nản, ngày nào cũng hút thuốc rồi lại lao vào đánh bạc. Tiền tiêu thì cũng hết, không còn đường nào khác. Anh ta lại quay trở lại Florida, làm việc trái phép trong nhà hàng của chú Nhân Lạc. Nhưng lần này, ông chú nhận ra Miện Đông đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta không còn là chàng thanh niên hiền lành chăm chỉ như xưa nữa. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013, trong thời gian làm việc tại nhà hàng của chú, Miện Đông thường xuất hiện với vẻ mặt thẫn thờ, đờ đẫn. Anh ta làm việc không tập trung, thậm chí là còn thường xuyên biến mất không lý do. Có lần, trong lúc hút thuốc trong phòng ký túc, Miện Đông đã gây ra cháy. May mà ngọn lửa được dập tắt kịp thời. Dù là cháu nhưng ông Nhân Lạc không thể chấp nhận được thái độ và cách hành xử của Miện Đông nữa. Ông ta đã đuổi việc Miện Đông và khuyên anh ta nên đi khám bác sĩ tâm lý. Tới New York,
Miện Đông cũng đi tìm việc, nhưng không thấy công việc nào phù hợp. Anh ta dành phần lớn thời gian để dùng chất cấm, chơi máy đánh bạc với bạn bè. Mỗi lần thua bạc, anh ta đều ra sức đập phá máy đánh bạc. Mỗi ngày, Miện Đông gọi điện thoại cho mẹ tới 4 lần. Anh ta hỏi về việc xây nhà, hỏi gia đình có thiếu tiền không. Có lần anh ta kể với mẹ rằng, tối qua có một người bạn cùng làng gọi điện hỏi anh ta khi nào mới ra tòa, khi nào mới có thể sanh, bao giờ mới lấy vợ. Khi nghe Miện Đông kể lể về hoàn cảnh của mình, người bạn kia đã cười nhạo anh ta. Mày vô dụng vậy, sang Mỹ bao nhiêu năm rồi mà chẳng có gì cả. Nỗi ấm ức khiến người đàn ông ở tuổi trưởng thành này phải oa khóc khi nói chuyện với mẹ. Anh ta cứ nói đi nói lại chuyện này, nhiều lúc còn nói ra những câu vô nghĩa. Điều khiến bà Huỳnh Quế Nga lo lắng nhất là con trai thường mất ngủ, hay nghe thấy tiếng người nói bên tai nhưng lại không rõ nội dung. Bà sợ tinh thần của con trai bà đang có vấn đề. Lo lắng cho con trai, bà Huỳnh Quế Nga đã gọi điện cho Nana, nhờ con gái đến New York để thăm anh trai và đưa anh đi khám bác sĩ. Tưởng chừng như sự giúp đỡ đó sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của Miện Đông, hay ít ra thì cũng giúp an ủi chàng trai này trong lúc xa cơ lỡ vận. Nhưng không, sau này bà Huỳnh Quế Nga đã phải hối hận, không nguôi về quyết định này. Lúc này, Miện Đông đang đến ở nhờ nhà Trác Nhất Lâm và Lý Kiều Trân. Cháu gái của Lý Kiều Trân kể lại, trước kia dì Trân không có thói quen nấu bữa sáng. Bốn đứa cháu của tôi thường ăn sáng với sữa và bánh mì hoặc là bánh bao. Nhưng từ khi anh Miện Đông đến ở nhờ, dì bắt đầu nấu bữa sáng và thỉnh thoảng còn làm bữa xế cho tôi ăn. Anh Miện Đông cũng hay mua bánh kẹo cho các cháu. Khi dì Trân đi chợ, anh ấy cũng giúp trông các cháu. Nói chung là mối quan hệ giữa anh Miện Đông và gia đình dì tôi lúc đầu khá tốt. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi vào ngày 23 tháng 10. Nana đến thăm anh trai. Lúc đó Kiều Trân đang đi chợ. Cậu bé Kevin 5 tuổi mở cửa phòng thì thấy chú Miện Đông và cô Nana đang có những hành động thân mật. Cậu bé liền hồn nhiên nói, chú Đông và cô Nana cưới nhau rồi. Nhưng câu nói ngây thơ của đứa trẻ lại chạm đúng vào mâu thuẫn giữa Nana và Miện Đông. Cô ta tức giận liền đánh Kevin khiến thằng bé òa khóc. Chưa hết, cô ta còn đuổi Kevin ra ngoài. Đứa trẻ 5 tuổi đành đứng khóc nức nở trước cửa nhà. Lát sau, Kiều Trân đi chợ về. Biết chuyện, chị tức điên người. Chị mở cửa vào thì thấy Kevin còn nôn ra sàn nhà mà chẳng có ai dọn dẹp gì. Chị càng giận hơn. Chị gọi con trai vào nhà, nhưng Kevin run rẩy nói với mẹ rằng cô Nana không cho nó vào. Nghe thấy vậy, Kiều Trân bèn nói to. Đây là nhà của mình, sao lại phải đợi cô cho phép mới được vào? Nói xong, chị kéo con trai vào rồi quay sang nói với Miện Đông và Nana. Hai người lớn như vậy mà trông ba đứa nhỏ cũng không xong, thấy bẩn cũng không dọn. Mâu thuẫn lập tức bùng lên. Kiều Trân và Miện Đông, Nana đã lời qua tiếng lại chỉ vì chuyện này. Trước khi rời đi, Nana còn nói xéo với anh trai. Gia đình này đối xử với anh như vậy, sao anh còn mặt mũi nào mà ở lại được nữa? Nói xong, cô ta bỏ đi. Kiều Trân kể lại sự việc cho chồng là Trác Nhất Lâm nghe. Nhất Lâm cũng không muốn làm to chuyện, sợ ảnh hưởng đến tình cảm anh em nên đã xoa dịu tình hình. Anh đã đưa Miện Đông đến một quán mạt chược gần đó, cho em tạm thời ở lại đây vài hôm. Nhưng Miện Đông không chịu. Anh ta cho rằng quán mạt chược quá ồn ào, không ngủ được. Cuối cùng, anh ta đến nhà người chú ruột ở New York để ở nhờ. Thế nhưng, ở được có một ngày, tức là ngày 24 tháng 10, Miện Đông đã quay trở lại nhà anh họ Trác Nhất Lâm. Anh ta nói với Kiều Trân rằng anh ta không quen ở nhà chú, anh ta thích ở đây hơn. Tối ngày 26 tháng 10, Trác Nhất Lâm không về nhà vì phải làm việc ở nhà hàng. Lúc này, cậu bé Kevin đang chơi ở phòng khách, còn ba đứa trẻ khác đều đã ngủ say. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Kiều Trân gọi điện cho chồng. Nhưng có lẽ do bận việc ở nhà hàng nên anh Nhất Lâm đã không nghe máy. Chị liền quay sang nói chuyện điện thoại với mẹ chồng là bà Trần Nhất Trai ở quê nhà. Trong lúc trò chuyện, bà Trần Nhất Trai đã ngại ngần cảnh báo con dâu. Nhà các con nhỏ hẹp, lại có tới bốn đứa nhỏ. Để Miện Đông ở nhờ như vậy thật sự là rất bất tiện. Hơn nữa, thằng Đông dạo này có vẻ không ổn định về tinh thần đâu. Sợ nó làm gì đến bọn trẻ đấy. Bà khuyên con dâu không nên để Miện Đông ở lại nữa, nhắc anh ta sớm chuyển đi nơi khác. Kiều Trân cũng đồng ý với ý kiến của mẹ chồng. Chị tranh thủ kể cho mẹ nghe chuyện Nana làm Kevin đau. Nhưng chị cũng nói tiếp, Miện Đông cũng tội nghiệp mẹ ạ. Phải tha phương cầu thực một mình,
không cha không mẹ bên cạnh. Thôi, thì dù sao cũng là người thân, có thể giúp được gì thì giúp. Nhưng khi Kiều Trân đang cố gắng nói tốt cho Miện Đông, chị đã nhìn ra bếp và thấy một cảnh tượng hãi hùng. Miện Đông, tay lăm lăm con dao, đứng ngay cạnh hắn là cậu bé Kevin đang khóc lớn. Lúc đó khoảng 10 giờ 40 phút tối, chị vội vã ngắt điện thoại với mẹ chồng bằng một câu nói. Mẹ ơi, nó cầm dao kìa! Nói xong, chị lao ngay vào bếp. Nhưng một người phụ nữ và bốn đứa trẻ con thì làm sao có thể làm được gì trong tình huống này được cơ chứ? Thảm kịch đã xảy ra, như chúng ta biết từ đầu. Sau khi cuộc gọi với con dâu bị cắt đứt, bà Trần Nhất Trai lập tức linh cảm có điều chẳng lành, liền hoảng hốt gọi điện ngay cho Tinh Tinh, em họ của Trác Nhất Lâm cũng đang ở New York. Lúc này trong nhà, Miện Đông đang thay quần áo. Hắn ta mặc chiếc quần jean và áo ba lỗ mới mà Nana đã mua cho anh ta vào vài ngày trước. Chính vì vậy, khi bị bắt, quần áo của Miện Đông rất sạch sẽ, chỉ có đôi chân trần của hắn ta là dính máu. Nhận điện thoại, Tinh Tinh và chồng là những người đầu tiên đến hiện trường. Lúc họ tới nơi, căn nhà im ắng đến lạ thường. Chồng của Tinh Tinh gõ cửa nhiều lần. Một lúc sau, Miện Đông mới mở cửa. Có lẽ lúc này hắn ta đang chuẩn bị bỏ trốn nên không cầm theo hung khí. Chồng của Tinh Tinh lập tức xông vào, áp chế Miện Đông, còn Tinh Tinh thì nhanh chóng báo cảnh sát. Ngay sau khi bị bắt giữ, cảnh sát đã thu xếp cho Miện Đông gặp một viên cảnh sát biết tiếng Trung để làm phiên dịch. Nhưng trong khi đang ghi lời khai, dù một tay đang bị còng vào bàn, Miện Đông bất ngờ nhảy dậy, tung chân đá vào chiếc bàn khiến nó bay thẳng vào người viên cảnh sát đang làm phiên dịch. Chưa dừng lại, hắn ta còn dùng tay kia để tấn công viên thanh tra đứng cạnh. Dĩ nhiên là hai viên cảnh sát không để Miện Đông lộng hành, họ đã lập tức khống chế anh ta. Sau sự việc này, Miện Đông bị buộc thêm nhiều tội danh khác. Khi bình tĩnh lại, Miện Đông đã kể lại toàn bộ sự việc bằng tiếng Trung. Anh ta nói rằng, lúc đó anh ta đang từ phòng ngủ bước ra, nghe thấy chị dâu than phiền như vậy, không thể kiềm chế được, liền đến nhà bếp lấy con dao thường dùng để nấu ăn, rồi xuống tay với từng người trong nhà. Bắt đầu là Kiều Trân, bé Kevin, sau đó là Amy, Linda và William. Miện Đông còn cho biết anh ta không hề nghe thấy tiếng kêu của bọn trẻ. Trong lúc thẩm vấn, Miện Đông còn bộc lộ sự bất mãn với bọn trẻ. Hắn ta kêu ca rằng chúng thường sai bảo hắn làm việc nhà, nhưng anh ta nói là anh ta không hề có mâu thuẫn gì với chị dâu. Cuối cùng, Miện Đông viết một bản nhận tội với nét chữ nguệch ngoạc, trong đó có đoạn viết: Từ ngày sang Mỹ, tôi đã làm việc cho nhiều nhà hàng, nhiều chuyện đã xảy ra, tôi từng ẩu đả trong nhà hàng. Dạo này tôi ở New York, lúc nào cũng đi đi lại lại trong nhà anh Nhất Lâm. Bạn bè tôi, ai cũng đã lập gia đình, còn tôi thì lại cứ phải lang thang ở khu phố tàu, Flushing, Brooklyn. Tôi suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ. Hôm nay, tôi đã dùng dao xuống tay với chị dâu và bọn trẻ. Có thể do trình độ học vấn thấp, cộng thêm vấn đề về tinh thần, nên bản nhận tội của Miện Đông viết rất lủng củng, chính tả thì sai nhiều. Cảnh sát phải rất khó khăn mới hiểu được hết ý mà hắn ta muốn truyền đạt. Khi thông tin về vụ án được loan ra, dư luận cũng chỉ trích dữ dội một người khác, Nana, cho rằng chính cô ta đã châm lửa khiến mâu thuẫn giữa Miện Đông và gia đình anh chị họ bùng phát. Trước áp lực của dư luận, Nana cho biết sau khi bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội, cô đã bị đuổi việc, cũng không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ bị người ta đánh. Cô ấy muốn hỗ trợ cảnh sát điều tra nhưng không dám đến New York vì sợ bị hành hung. Nana khẳng định cô ấy không hề trốn tránh, điện thoại của cô luôn mở, chờ cảnh sát và luật sư liên lạc. Nana cho biết, hôm đó trong lúc Nana giúp anh trai thử quần áo mới, Kevin đã vô tình nhìn thấy và trêu chọc họ sắp cưới nhau. Lúc đó cô cảm thấy xấu hổ nên không thể kiềm chế được và đã tát Kevin. Mấy ngày sau đó, do ba cháu nhỏ ăn hết một lọ thuốc canxi của cô, Nana lo sợ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu nên đã bắt các cháu uống nhiều nước. Riêng Kevin thì bị phạt đứng ngoài cửa, và đó cũng là lý do khiến cậu bé bị nôn ra ngoài. Nana thừa nhận cô ấy đã sai trong cả hai sự việc này, nhưng Kiều Trân rất bao dung, không hề trách mắng cô ấy hay anh trai, chỉ là thái độ có phần lạnh nhạt hơn. Nana cảm thấy áy náy nên không muốn ở lại nữa. Vì vậy, vào ngày 19 tháng 10, tức là một tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, Nana đã rời khỏi New York và quay trở lại nhà hàng để làm việc. Có thể thấy, lời khai của Nana và cháu gái của nạn nhân có nhiều điểm khác biệt, cả về thời gian lẫn diễn biến sự việc.
Nana phủ nhận việc cô ta có quan hệ thân mật với anh trai và cho biết là cô chỉ đang giúp đỡ anh trai thay quần áo. Còn Nana cho rằng việc cô ấy tát Kevin và việc Kevin bị nôn lại là hai sự việc riêng biệt, xảy ra vào hai thời điểm khác nhau. Hai tuần sau vụ án mạng, vào 1 giờ 45 phút chiều ngày 10 tháng 11 năm 2013, đám tang của Kiều Trân và bốn người con được tổ chức tại Nghĩa trang Forest Hill, New Jersey. Bởi vì bé William mới 1 tuổi, gia đình không nỡ để cháu nằm xuống một mình. Vì vậy, họ đã quyết định cho cháu nằm trong vòng tay mẹ, trong cùng một ngôi mộ. Trong đám tang, anh Trác Nhất Lâm, bà Trần Nhất Trai và những người thân trong gia đình khóc ngất lên ngất xuống. Tiếng khóc ai oán vang lên khắp nghĩa trang. Nhiều người tham dự lễ tang cũng không cầm được nước mắt. Một tháng sau khi vợ con được an táng, vào tháng 12 năm 2013, Nhất Lâm đã mua vé máy bay, quyết định rời khỏi nơi đất khách quê người đầy bi thương này. 20 năm xa quê, nay trở về, Trác Nhất Lâm lại không thích nghi được với cuộc sống ở đây. Anh bị rối loạn tiêu hóa, ăn uống không hợp, thường xuyên bị đau bụng. Tinh thần anh cũng bị sa sút, bất ổn. Cứ nhìn thấy con nhà người ta, anh lại nhớ đến bốn đứa con đáng thương của mình. Nỗi đau quá lớn khiến anh muốn đi theo vợ con. Để chăm sóc anh trai và mẹ, em gái của Nhất Lâm đã phải nghỉ việc ở Phúc Châu, trở về quê nhà, luôn túc trực bên cạnh anh trai và mẹ, phòng họ làm điều dại dột. Nhưng bi kịch của gia đình họ vẫn chưa dừng lại tại đó. Như chúng ta đã biết, bà Trần Nhất Trai, mẹ của Trác Nhất Lâm, và ông Trần Nhất Tường, bố của Miện Đông là hai chị em ruột. Họ đã cùng nhau xây một căn nhà 4 tầng để cùng nhau sinh sống. Tuy hai gia đình ở riêng từng tầng, nhưng hàng ngày vẫn gặp mặt nhau. Một bên thì là gia đình nạn nhân, một bên thì lại là gia đình hung thủ. Tình cảnh phải nói là rất éo le. Không khí trong nhà nhanh chóng trở nên căng thẳng, nặng nề. Miện Đông phạm tội ác ở Mỹ và bị bắt giam, nhưng người thân của hắn ta ở quê nhà cũng bị liên lụy. Hàng chục người thân của Kiều Trân đã nhiều lần kéo đến nhà ông Trần Nhất Tường để ăn vạ. Người thuê nhà của ông Tường bị đuổi đi, đồ đạc trong nhà cũng bị đập phá tan tành. Từ bàn ghế, tủ lạnh, nồi niêu song chảo, cửa ra vào, cửa sổ, thậm chí là cả sữa bột của con Miện Hàng, em trai của Miện Đông cũng bị ném tung tóe khắp nền nhà. Còn bản thân ông Nhất Tường chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Nhưng người thân của ông Tường lại cho rằng gia đình Kiều Trân đã quá đáng. Đâu phải bố mẹ Miện Đông bảo nó đi làm cái việc tày đình đó đâu. Giận thì giận, nhưng sao lại đập phá đồ đạc như vậy? Chẳng lẽ muốn bố mẹ nó phải dập đầu tạ tội hay sao? Cuối cùng, trước những rối loạn ở quê nhà, sau một thời gian trở về, Trác Nhất Lâm quay trở lại New York. Người thân lo lắng cho tâm trạng của anh nên đã sang cùng anh. Anh cho rằng ở New York vẫn tốt hơn, vợ con anh được chôn cất tại đây. Dù đây là nơi đất khách quê người, nhưng anh không thể rời xa họ được. Anh phải ở lại đây, thi thoảng còn đi thăm mấy mẹ con. Và anh cũng muốn chứng kiến cảnh Miện Đông bị trừng trị trước pháp luật. Lại nói về diễn biến vụ án, sau khi bị bắt, luật sư của Miện Đông đã yêu cầu tòa án cho anh ta đi kiểm tra tâm thần. 3 tháng sau, vào ngày 27 tháng 1 năm 2014, kết quả kiểm tra cho thấy Miện Đông có dấu hiệu của bệnh tâm thần nặng, không thể tiếp tục tham gia phiên tòa và cũng không thể bào chữa cho bản thân. Thẩm phán quyết định đã hoãn phiên tòa lại và cho Miện Đông đi chữa bệnh trước. Sau vài tháng điều trị, vào ngày 28 tháng 6 năm 2014, cuối cùng Miện Đông cũng xuất hiện trước tòa. Đây là lần đầu tiên gia đình nạn nhân được đối mặt với hung thủ đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của những người thân yêu của họ. Em gái của Trác Nhất Lâm không thể kiềm chế được nỗi đau đớn và căm phẫn khi nhìn thấy kẻ thủ ác tàn nhẫn đã xuống tay với chị dâu và các cháu của mình. Cô đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, lao về phía Miện Đông, tay chỉ thẳng vào mặt hắn và hét lên. Chính mày đã hại cả gia đình nhà tao. Chính mày. Mẹ của Nhất Lâm cũng đứng dậy, lao về phía Miện Đông, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết. Tại sao? Tại sao mày lại ra tay với các cháu của tao? Tại sao? Cảnh sát tòa án lập tức xông đến, ngăn cản họ. Nỗi đau mất người thân quá lớn khiến mẹ của Trác Nhất Lâm ngất xỉu. Phiên tòa buộc phải tạm dừng để cấp cứu cho bà. Mẹ của Lý Kiều Trân cũng không trụ được lâu. Bà bất ngờ bước ra khỏi phòng xét xử, ngồi thụp xuống ở hành lang, gào khóc thảm thiết. Nỗi đau quá lớn khiến bà mất kiểm soát, lấy đầu đập vào tường. Cảnh sát buộc phải trói bà vào ghế để không tự làm hại đến mình. 2 năm sau ngày xảy ra vụ án kinh hoàng, ngày 7 tháng 10 năm 2015,
Sau nhiều lần ra tòa, cuối cùng Miện Đông cũng đồng ý nhận tội. Vào 2 giờ 30 phút chiều hôm đó, Miện Đông trong bộ quần áo tù, tay bị còng, bước vào phòng xét xử. Thẩm phán Judy nói sau khi xem xét thỏa thuận nhận tội của Miện Đông: "Tôi chỉ đồng ý với thỏa thuận này nếu hắn ta không bao giờ được trở lại xã hội." Cả luật sư của Miện Đông và Viện Kiểm sát đều đồng ý. Thẩm phán tuyên bố Miện Đông có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 125 năm tù giam vì những tội ác mà hắn ta gây ra. Miện Đông lúc đó ngây người ra một lúc, rồi lắp bắp trả lời: Tôi hiểu." Khi ký vào bản nhận tội, chân tay hắn ta run lẩy bẩy, thậm chí là còn không đứng dậy được. Năm 2016, từ trong tù, Miện Đông đã viết thư về cho gia đình. Mỗi ngày con thức dậy lúc 5 giờ sáng, ăn sáng rồi lại về phòng ngủ tiếp, ngủ đến 10 giờ 11 giờ. Sau đó con vừa xem tivi, vừa ăn trưa. 12 giờ là giờ ăn trưa. Ăn xong con tiếp tục xem tivi hoặc là về phòng ngủ. Từ 2 rưỡi đến 4 rưỡi chiều là giờ nghỉ trưa. 5 giờ là giờ ăn tối. Ăn tối xong con xem tivi hoặc về phòng. 9 giờ tối tất cả mọi người phải về phòng đi ngủ. Thực đơn thay đổi theo tuần, món nào con cũng ăn được, chỉ cần no bụng. Có lẽ đối với Miện Đông, thế giới bên ngoài quá phức tạp, ai cũng đang chạy theo một thứ gì đó: xe cộ, nhà cửa, thẻ xanh, lấy vợ, làm đám cưới. Nhiều người còn muốn làm chủ. Tới Mỹ, ngày nào anh ta cũng phải quay cuồng với những giấc mơ về một cuộc sống lý tưởng mà anh ta đã vẽ ra trong đầu. Anh ta không chấp nhận thất bại và cũng không chịu lùi bước. Khi hiện thực phũ phàng tước đoạt tất cả, anh ta đã chọn một con đường tội lỗi để rồi phải hối hận suốt đời. Chớ trêu thay, ngoại trừ việc chưa tìm ra được vợ, thì những giấc mơ còn lại của anh ta đã thành hiện thực. Giờ đây, anh ta đã được ở lại Mỹ vĩnh viễn, cuộc sống có nhà nước chăm lo toàn bộ, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc và được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Không biết là anh ta có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không? Một người vợ trẻ cùng 5 đứa con đẹp đẽ như những thiên thần bị vùi lấp trong biển lửa. Nghe thật thảm khốc phải không ạ? Thực tại ấy chắc chắn là sẽ khiến người chồng, người cha của gia đình này, dù cứng rắn, kiên cường tới mấy, cũng phải quỵ ngã vì đau đớn. Thế nhưng, điều tưởng chừng hiển nhiên ấy cuối cùng lại không xảy ra, bởi đơn giản, người cha chính là kẻ ra tay. Vậy tại sao anh ta có thể tàn nhẫn với cả máu mủ ruột thịt của mình như vậy? Hãy cùng Khánh Hà đi tìm câu trả lời trong vụ án 6 mẹ con qua đời thảm khốc trong cơn biển lửa. 6 giờ sáng, ngày 6 tháng 10 năm 2017, tại một đồn cảnh sát ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, xuất hiện một người đàn ông với bộ trang phục rách tả tơi, bốc mùi khét lẹt như vừa bước ra từ đám cháy. Người đàn ông này vừa lúng túng vừa ngập ngừng. Ít phút sau, anh ta thốt lên rằng mình đến đây để tự thú. Nhưng thú tội gì? Câu trả lời của người đàn ông lạ mặt kia khiến tất cả phải sửng sốt. Anh ta nói chính mình là người đã phóng hỏa khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng. Đám cháy đó vừa mới được cảnh sát dập tắt, còn chưa hết hơi nóng. Và kinh sợ hơn, người đàn ông này chính là chồng và cha của 6 nạn nhân đó. Một ngày nọ của năm 2009, có một người đàn ông tên là Komatsu, 24 tuổi, đến bệnh viện tỉnh Ibaraki để điều trị vết thương ở tay do bị búa đập trúng trong lúc làm việc tại công trường xây dựng. Vào thời điểm đó, Komatsu đang rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi bố mất. Lúc nào anh ta cũng thấy chán nản, không muốn làm việc và không biết phải sống tiếp như thế nào. Cuối cùng, anh ta quyết định chuyển tới sống tại tỉnh Ibaraki và bắt đầu làm việc tại công trường xây dựng. Sau khi được điều trị tại khoa ngoại, trong lúc bước ra ngoài, Komatsu vô tình đánh rơi điện thoại. Lúc này, một cô gái lên tiếng: "Này anh ơi, anh đánh rơi điện thoại rồi kìa." Cô ấy nhặt lên và đưa lại cho anh ta. Và đó cũng chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của Komatsu và vợ anh ta sau này, Megumi, là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. Trong lúc đưa điện thoại cho Komatsu, cô ấy chú ý đến bộ quần áo lao động mà anh ta mặc. Trên đó có in hình nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng 7 viên ngọc rồng. Megumi nói: "Ồ, 7 viên ngọc rồng, em cũng thích bộ truyện này." Và thế là cả hai người bắt đầu trò chuyện với nhau. Họ nhanh chóng phát hiện ra họ bằng tuổi. Do chuyển đến Ibaraki sinh sống chưa lâu nên Komatsu không có bạn bè tại đây. Anh ta cảm thấy rất vui khi tình cờ gặp được một người bạn mới.
Komatsu đưa số điện thoại của mình cho Megumi và tối hôm đó họ bắt đầu nhắn tin cho nhau. Ban đầu, họ chỉ trò chuyện như người bạn bè bình thường. Khoảng một tháng sau, trong một lần gọi điện thoại cho Megumi, Komatsu nghe thấy giọng nói của một bé gái. Mẹ ơi, cái này này! Đó chính là giọng con gái 3 tuổi của Megumi. Komatsu cũng biết được rằng Megumi ly thân với chồng cách đây một năm và hiện tại cô ấy đang sống một mình nuôi con. Cả hai thành thật chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và càng thêm gần gũi nhau hơn. Rồi lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Hai tháng sau, họ dọn về chung sống. Cuộc sống họ diễn ra rất êm đềm. Sau đó cả hai tiến tới đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng. Vào tháng 8 năm 2010, họ đón con trai đầu lòng. Komatsu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đối với anh ta, gia đình này như một món quà mà người bố đã khuất dành tặng cho anh. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Trong một lần lái xe, Komatsu bị cảnh sát bắt giữ vì tội vượt quá tốc độ. Sự việc này thực ra là do anh ta không tuân thủ luật giao thông, chứ không phải là do tai nạn. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là anh ta bị phát hiện lái xe không có bảng lái. 4 năm trước, anh ta từng bị kết án treo vì tội lái xe không phép và gây tai nạn. Giờ đây, trong thời gian thử thách, Komatsu lại vi phạm luật giao thông, cộng thêm tội lái xe không phép. Như vậy thì hình phạt cho anh ta sẽ rất nặng. Komatsu bị bắt vào tù ngay sau đó. Anh ta bỏ lại vợ con sau song sắt. 4 tháng sau, Komatsu được tha nhưng lại bị đuổi việc. Hồ sơ phạm tội đã khiến cho việc tìm công việc mới của anh trở nên vô cùng khó khăn. Komatsu đành phải làm những việc lặt vặt để kiếm sống sau khi ra tù. Gia cảnh của anh ngày càng khó khăn hơn. Trong thời gian này, hai vợ chồng anh lại có thêm một người con trai nữa. Tới tháng 5 năm 2014, họ đón thêm một cặp sinh đôi. Giờ thì gia đình Komatsu có tất cả 7 người. Hai vợ chồng, con gái riêng của vợ, hai người con trai và hai đứa con sinh đôi. Megumi phải ở nhà chăm sóc các con nên Komatsu phải gửi hồ sơ xin việc khắp nơi để kiếm tiền đủ nuôi gia đình. May mắn thay, anh được nhận vào một công ty vận chuyển. Megumi cũng tìm được công việc trợ lý tại một phòng khám nha khoa. Cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định nên cuộc sống gia đình họ cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Thế nhưng, đến tháng 6 năm 2016, khi cặp sinh đôi được khoảng 2 tuổi thì Komatsu lại bỏ việc do không chịu nổi áp lực tại công ty. Cùng thời điểm này, hợp đồng lao động giữa Megumi và phòng khám nha khoa cũng kết thúc. Giờ đây, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp, khiến cho gia đình lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Megumi thất vọng tột độ về chồng cô ấy. Tính cách thiếu kiên nhẫn của Komatsu chính là điểm yếu chí mạng. Mỗi khi gặp phải vấn đề hoặc bị yêu cầu làm những việc mà anh ta không thích ở công ty, Komatsu sẽ bỏ việc ngay lập tức và nói rằng, khó quá, tôi muốn nghỉ việc. Hành vi này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Megumi vô cùng mệt mỏi. Gia đình họ đã có tới 5 đứa con rồi mà anh ta lại vô trách nhiệm như vậy. Megumi buộc phải tìm việc tại một quán karaoke để có tiền nuôi con. Komatsu phản đối quyết liệt nhưng Megumi phản bác. Không làm việc thì kiếm lấy đâu ra tiền để nuôi con. Cuối cùng, Komatsu cũng tìm được một công việc tại cửa hàng lắp đặt kính ô tô. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt của một gia đình 7 người là quá lớn khiến cho đồng lương của hai người không thể nào đáp ứng nổi. Megumi không thể nghỉ việc tại quán karaoke. Thường thì Megumi sẽ tan ca vào khoảng 12 cho đến 1 giờ sáng, nhưng càng ngày thì cô lại càng về nhà muộn hơn, thường sẽ là vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Komatsu hỏi vợ là tại sao lại về nhà muộn như vậy, thì Megumi trả lời rằng cô ấy phải lắng nghe bạn bè trong quán tâm sự nên mới về nhà muộn. Một hôm, Komatsu nhận thấy vợ mang về nhà những món quà lạ mắt sau khi tan ca. Megumi giải thích rằng đó là quà tặng từ khách hàng. Ngày 30 tháng 9 là ngày hội thể thao của trường của các con. Sau một thời gian dài bận rộn, cuối cùng Komatsu cũng có thời gian bên cạnh gia đình. Họ cùng nhau tham gia các hoạt động trong ngày hội và chơi kéo co cùng các con. Kết thúc ngày hội, Komatsu và Megumi lên xe ngồi đợi các con, nhưng chờ mãi vẫn không thấy các con đâu. Megumi nói với chồng, để em đi tìm bọn trẻ. Nói xong, cô vội vàng bước ra khỏi xe. Komatsu quay sang thì thấy điện thoại của vợ để quên trên xe. Anh ta cầm lấy điện thoại của vợ và tim bắt đầu đập thình thịch.
Tin nhắn giữa Megumi và một người đàn ông lạ mặt hiện ra trước mắt Komatsu. Nội dung tin nhắn rất thân mật, ngọt ngào, ai đọc cũng có thể nhận ra họ là người yêu của nhau. Lúc Megumi quay trở lại xe cùng với các con thì Komatsu đã lập tức giận dữ hỏi cô ấy: "Tin nhắn này là gì?" Phản ứng của Megumi khiến cho anh ta càng thêm bàng hoàng. Cô ấy không hề chối cãi mà lại nói một cách thản nhiên: "Em muốn ly hôn." Vài ngày sau, ngày 2 tháng 10, Komatsu đã tìm ra danh tính tình nhân của vợ mình và đến căn hộ của người đàn ông này để phục kích. Khi người đàn ông kia về tới nhà, Komatsu đứng chặn lại và nói: "Tôi là chồng của Megumi, chúng ta cần nói chuyện." Thế nhưng, phản ứng của gã tình nhân cũng giống hệt như Megumi. Hắn ta thản nhiên nói rằng mối quan hệ giữa hai người họ chưa có gì sâu sắc cả. Hắn ta cũng chưa từng chung chăn chung gối với Megumi. Nhưng hắn ta biết Megumi muốn chia tay Komatsu nên khuyên Komatsu nên buông tha cho cô ấy. Komatsu vốn định đến để dạy cho tên tình nhân này một bài học. Ai ngờ đâu, hắn ta lại không những không sợ hãi mà còn lên mặt thản nhiên như chuyện mình làm là chính nghĩa. Chưa hết, hắn ta còn bóc phốt hết những tật xấu của Komatsu khiến anh ta bực tức, không nói được lời nào, buộc phải quay trở về. Trở về nhà, Komatsu vẫn cố gắng nói chuyện lại với vợ nhưng lại nhận được tờ giấy ly hôn. Mọi thông tin trên tờ giấy này đều đã được điền đầy đủ, chỉ chờ chữ ký của anh ta mà thôi. Rõ ràng, Megumi đã quyết tâm chia tay. Komatsu tuyệt vọng ký vào tờ giấy ly hôn. Tối hôm đó, họ bàn bạc về việc nuôi dưỡng con gái cũng như chỗ ở sau khi ly hôn. Sáng hôm sau, ngày 4 tháng 10, trong trạng thái tức giận, Komatsu lái xe đến biển, thuê phòng khách sạn rồi gọi một cô gái bán hoa đến để phục vụ. Sau đó, anh ta tới quán Banchiko, một hình thức cờ bạc ở Nhật Bản và chơi thâu đêm như muốn quên đi mọi chuyện. Tuy nhiên, nỗi buồn vẫn không thể nào nguôi ngoai. Trên đường về, anh ta bước vào một siêu thị. Sau một hồi phân vân, anh ta mua một cuộn dây thừng và một con dao bếp. Komatsu trở về nhà vào lúc tối muộn. Tối hôm đó, Megumi nấu mì xào udon, món ăn mà Komatsu yêu thích nhất. Bảy thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Bỗng dưng, Komatsu khóc. Anh ta nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này và sẽ không bao giờ được cùng gia đình ăn những bữa cơm ấm cúng như thế này nữa. Thấy bố như vậy, lũ trẻ thắc mắc hỏi: "Sao bố khóc?" Chúng vây quanh, an ủi bố, khiến cho không khí bữa ăn thêm phần ấm áp. Trước đó, anh đã mua quà cho các con và tặng chúng ngay trước bữa tối. Suốt bữa tối hôm đó, tiếng cười nói vui vẻ của lũ trẻ vang lên trên khắp căn nhà. Sau khi ăn tối xong, anh ta tắm rửa cho các con rồi lên giường ngủ cùng vợ. Tối hôm đó, anh ta vẫn ngủ cùng vợ trong căn phòng quen thuộc. Tuy nhiên, Komatsu không thể nào chợp mắt được. Anh ta không ngừng nghĩ về ngày mai. Căn hộ này đang đứng tên Megumi nên cô ấy và lũ trẻ sẽ được ở lại đây sau khi ly hôn. Komatsu thì sẽ phải dọn đi nơi khác sống. Nghĩ tới đây thì anh ta cảm thấy oan ức vô cùng. Megumi là người ngoại tình mà tại sao anh ta lại phải là người phải ra đi? Trong thâm tâm, Komatsu cũng hiểu rõ chính những hành động sai lầm của mình trong quá khứ mới là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân này tan vỡ. Anh ta nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và nhiều lần bỏ việc khiến gia đình luôn thiếu thốn tiền bạc. Tuy nhiên, anh ta lại không muốn đối diện với sự thật. Anh ta chỉ nghĩ đến việc mình mất gia đình, mình bị bỏ rơi và cảm thấy oan ức. Suy nghĩ đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu Komatsu. Nếu như hắn rời khỏi nhà thì có phải là gã tình nhân của vợ sẽ được thay thế vị trí của hắn ta hay không? Và cứ nghĩ đến điều này thì Komatsu giận dữ tột độ. Hình ảnh về sợi dây thừng và con dao bếp mua từ hôm qua lại hiện lên trong đầu. Vào lúc 4 giờ 39 phút sáng, Komatsu nhìn Megumi, người vợ đang ngủ say trên giường với ánh mắt đầy căm hận. Trong tay hắn ta là một con dao sắc nhọn. Komatsu quyết định sẽ ra tay với toàn bộ gia đình, sau đó tự kết liễu đời mình. Đối với hắn ta, làm như vậy sẽ khiến cho không ai có thể cướp đi gia đình của hắn ta nữa. Nạn nhân đầu tiên là Megumi. Cô bị tấn công bất ngờ trong lúc đang ngủ nên không kịp kêu la, cũng không thể chống cự, lập tức mất mạng. Tiếp đến là con gái riêng của Megumi, 11 tuổi, sau đó là con trai thứ hai, 7 tuổi. Con trai thứ ba, 5 tuổi, và cuối cùng là cặp sinh đôi, 3 tuổi. Hắn ta cứ thế lần lượt ra tay với từng đứa con một.
Trong lúc Komatsu đang ra tay thì một trong số những đứa trẻ thức giấc. Đứa trẻ ngơ ngác hỏi bố: "Bố ơi, bố đang làm gì vậy?" Lúc này, tình thương đã hoàn toàn biến mất trong con người Komatsu. Thay vào đó là cơn giận dữ mù quáng. Hắn ta nhẫn tâm ra tay với chính đứa con trai của mình. Không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. Sau đấy, Komatsu đã rót xăng ra khắp nhà và chuẩn bị tự thiêu. Nhưng đúng lúc ấy, Komatsu đánh rơi bật lửa xuống sàn nhà đã ướt đẫm xăng. Ngọn lửa lập tức bốc lên ngùn ngụt. Lửa cháy lan sang quần áo của hắn ta. Komatsu giật mình, hét lên vì đau rát. "Nóng quá, tại sao tôi lại phải bỏ mạng ở đây? Tại sao?" Hắn ta vội vàng cởi bỏ bộ quần áo bị bốc cháy rồi chạy ra khỏi nhà, lao thẳng tới công viên gần đó. 5 giờ sáng, ngày 6 tháng 10 năm 2017, ngọn lửa tại căn hộ ở tỉnh Ibaraki được dập tắt sau 40 phút phát hiện. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 6 người trong nhà. Đó là Megumi, 33 tuổi, và 5 người con của cô. Thi thể của họ nằm ngay ngắn trên nền nhà. Cô con gái lớn nhất 11 tuổi vẫn còn thoi thóp. Tuy nhiên, cô bé cũng đã chút hơi thở cuối cùng sau khi được đưa đến bệnh viện khoảng 1 giờ. Cảnh sát nhận ra đây không phải là một vụ cháy nhà thông thường. Trên người của Megumi và các con đều có vết thương do dao làm tổn thương động mạch phổi. Cảnh sát cho rằng có người đã sát hại cả gia đình rồi châm lửa. Nhưng khi họ còn chưa kịp khoanh vùng nghi phạm thì 6 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông bước vào đồn cảnh sát với vẻ mặt lúng túng. Quần áo của người đàn ông này bị cháy xém và bốc mùi khét lẹt. Hắn ta chính là Komatsu Hirobumi, 33 tuổi, người chồng, người cha vắng mặt trong gia đình 6 người. Komatsu thú nhận hắn ta đã xuống tay với 6 mạng người rồi đốt nhà. Hắn ta nói rằng sau khi rời đi, hắn ta cảm thấy hối hận nên đã định chấm dứt cuộc đời tại công viên. Nhưng do quần áo bị bốc cháy nên hắn ta phải bỏ chạy. Tuy nhiên, lời khai của Komatsu khiến cảnh sát hoài nghi, bởi vì khó có thể nào tin được rằng một người cha có thể bình tĩnh bỏ chạy khi quần áo mình bị bốc cháy, trong khi vợ con còn đang ở trong ngôi nhà chìm trong biển lửa. Theo chia sẻ của bạn bè, Megumi thường xuyên than phiền về người chồng vô dụng của mình. Komatsu không những thất nghiệp mà còn nói dối vợ, thậm chí là còn lấy trộm tiền của vợ để đi đánh bài. Vì vậy, Megumi rất muốn ly hôn. Kết cục, cô lại phải nhận lấy bi kịch không thể nào quay đầu. Vào tháng 6 cùng năm, Komatsu bị đưa ra tòa. Hắn ta bị tuyên án tử hình vì tội lấy đi mạng sống của 6 con người. Komatsu không cam lòng với bản án và tiếp tục kháng cáo nhưng bị tòa án bác bỏ. Có một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện này chính là việc Megumi ngoại tình. Sự phản bội của vợ chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, điều này không thể biện minh cho hành vi tàn ác của Komatsu. Hơn nữa, có lẽ hắn ta không bao giờ nghĩ rằng chính những sai lầm của mình trong quá khứ đã gây ra bi kịch này. Liệu anh ta có xứng đáng là một người chồng, một người cha của một gia đình đông con như vậy? Anh ta có đủ trách nhiệm để chăm sóc vợ con hay không? Câu chuyện của ngày hôm nay được kể lại dựa trên nhật ký của chính Komatsu khi hắn ta đang ở trong tù. Vì vậy mà bạn có thể thấy được tâm sự, suy nghĩ và cảm xúc của hắn ta trước khi phạm tội một cách chi tiết nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thông cảm cho hành vi của hắn. Hắn chính là một người cha vô tình, độc ác khi đã tàn nhẫn lấy đi mạng sống của cả gia đình. Một gia đình 3 người, đang giàu sang, hạnh phúc, bỗng chốc tìm đến tử thần. Thật kỳ lạ phải không ạ? Cảnh sát đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Phải chăng đây là một vụ án mạng được dàn dựng tinh vi hay là có một sự bức ép dồn đến đường cùng khiến các nạn nhân phải chủ động kết liễu cuộc đời? Nhưng đáp án còn gây cho họ sự bất ngờ lớn hơn như vậy. Hãy cùng đi tìm lời giải đáp trong phần nội dung tiếp theo. Vụ án hai mẹ con qua đời nghiệt ngã tại nhà, hành trình sám hối của giám đốc Sony. Năm 1994, một sự việc bi thảm đã xảy ra tại một khu căn hộ cao cấp ở Tokyo gây chấn động dư luận Nhật Bản. Nạn nhân là vợ và con gái của một giám đốc điều hành cấp cao tại tập đoàn Sony danh tiếng. Cả hai đều qua đời trong tình trạng bí ẩn khiến ngay cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải bối rối. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn cả là ông Masao Masuda, người chồng, người cha trong gia đình lại biến mất không một dấu vết. Sự vắng mặt khó hiểu này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cơ quan điều tra. Điều gì đã xảy ra với gia đình Masuda trong đêm định mệnh ấy? Và ai là kẻ đã ra tay tàn nhẫn với hai mẹ con? Và câu hỏi lớn nhất
Masao Matsuda đang ở đâu. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là ông Masao Matsuda, 50 tuổi. Ông là chủ nhân của một căn hộ sang trọng nằm trên tầng 14 của một tòa nhà chung cư cao cấp gần cầu Hirai thuộc quận Katsushika, Tokyo. Quay ngược thời gian về năm 1994, giữa lúc nền kinh tế Nhật Bản đang khủng hoảng trầm trọng, việc sở hữu một căn hộ tại khu chung cư cao cấp này là minh chứng rõ ràng cho sự giàu có và địa vị xã hội đáng ngưỡng mộ. Masao Matsuda từng là một doanh nhân thành đạt, nắm giữ vị trí giám đốc bộ phận âm nhạc của tập đoàn Sony danh tiếng với mức thu nhập đáng mơ ước. Thế nhưng, ở tuổi 47, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ông bất ngờ từ bỏ công việc ổn định, lương cao để theo đuổi đam mê của mình. Ông thành lập một studio chuyên thu âm nhạc cổ điển và tự mình quản lý, điều hành. Bất cứ ai đã trải qua con đường khởi nghiệp đều hiểu rõ, làm chủ đồng nghĩa với muôn vàn khó khăn, áp lực và cả sự bận rộn gấp đôi so với làm công ăn lương. Matsuda cũng không phải là ngoại lệ. Để hiện thực hóa ước mơ của mình, ông đã phải đánh đổi rất nhiều cả về thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Ngày 12 tháng 11 năm 1994, từ căn hộ sang trọng của gia đình ông Masao Matsuda trên tầng 14 bỗng dưng bao trùm một sự im lặng đến đáng sợ. Chị gái ông Matsuda sau nhiều lần liên lạc với em trai bất thành bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bà thử gọi điện thoại nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút dài vô vọng. Lo lắng cho em trai, bà quyết định đến tận căn hộ để kiểm tra. Tuy nhiên, cho dù đã gõ cửa nhiều lần, vẫn không có ai ra mở. Nghĩ rằng em trai đang bận rộn với công việc tại studio hoặc có thể là cả gia đình đã ra ngoài dùng bữa tối, bà quay về mà không hề nghi ngờ điều gì bất thường. Hai ngày trôi qua, sự im ắng kỳ lạ từ gia đình em trai khiến người chị gái này càng bất an. Linh tính mách bảo bà rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày 14 tháng 11, bà quyết định quay lại tòa nhà và trình báo sự việc cho ban quản lý, đồng thời đề nghị được hỗ trợ mở căn hộ của em trai. Nắm được thông tin, ban quản lý tòa nhà đã sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa căn hộ gia đình ông Matsuda. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một mùi hôi thối nồng nặc khó tả xộc thẳng vào mũi khiến họ kinh hãi. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ban quản lý không dám tiến sâu vào bên trong mà lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một cảnh tượng kinh hoàng khiến các vị cảnh sát dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình. Thi thể của bà Akiko, vợ ông Matsuda, được phát hiện trong một phòng ngủ nằm gần cửa ra vào. Tại một căn phòng khác, thi thể lạnh cứng của Awang, cô con gái 23 tuổi của gia đình xấu số, cũng được tìm thấy. Trong khi tung tích của ông Masao Matsuda, chủ nhân căn hộ, thì vẫn bật vô âm tín. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Akiko và con gái Awang đều tử vong do ngạt thở. Dấu vết trên cổ hai nạn nhân cho thấy hung thủ đã dùng ngoại lực tác động vào vùng cổ khiến họ ngạt thở và không có khả năng chống cự. Điều kỳ lạ là trên thi thể của hai mẹ con không hề có dấu hiệu bị trói buộc hay chống cự quyết liệt trước khi qua đời. Dường như họ đã ra đi trong im lặng, hoàn toàn không hay biết về sự tấn công đầy bất ngờ. Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ pháp y vào thời điểm đó, các chuyên gia không thể xác định chính xác thời gian tử vong của hai nạn nhân. Dựa trên mức độ phân hủy và trương phình của thi thể, họ chỉ có thể ước chừng thời gian xảy ra vụ án là từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11. Khoảng thời gian ước tính quá rộng khiến công tác điều tra của cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc các nhà điều tra đang bế tắc trước hàng loạt bí ẩn của vụ án thì một tia sáng bất ngờ lóe lên. Một bà cụ sống cùng tòa nhà với gia đình ông Matsuda đã chủ động liên lạc với cảnh sát, cung cấp một manh mối cực kỳ quan trọng. Bà cụ cho biết vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10 tháng 11, trong lúc chuẩn bị bữa sáng, bà bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ phát ra từ căn hộ của nhà ông Matsuda. Tiếng kêu cứu vang lên trong tuyệt vọng, sau đó yếu dần rồi im bặt. Tuy nhiên, do tâm lý ngại can thiệp vào chuyện riêng của người khác, bà cụ đã không tìm hiểu thêm về sự việc. Bà cũng khẳng định không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường xung quanh khu vực căn hộ vào thời điểm đó. Lời khai của bà cụ sống cùng tòa nhà đã cung cấp cho cảnh sát một mốc thời gian vô cùng quan trọng. 7 giờ sáng, ngày 10 tháng 11.
Rất có thể, đây chính là thời điểm vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra. Hơn nữa, việc xung quanh hiện trường không có dấu hiệu bất thường cho thấy hung thủ có thể đã tự do ra vào căn hộ mà không cần phải đột nhập. Kết hợp với chi tiết quan trọng, đó là trên thi thể các nạn nhân không hề có dấu vết chống cự. Cảnh sát nhận định hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân, thậm chí là người mà gia đình họ tin tưởng. Hiện tại, trong gia đình ba người thì đã có hai mẹ con bà Akiko tử vong, chỉ còn lại người chồng là ông Matsuda đã mất tích. Liệu có khả năng nào chính ông Matsuda là hung thủ của vụ án kinh hoàng này? Sau khi ra tay với vợ con thì ông ta đã bỏ trốn. Để làm sáng tỏ nghi vấn này, cảnh sát đã tiến hành điều tra thân thể, lai lịch cũng như là mối quan hệ của ông Matsuda với gia đình. Và quả thực là những thông tin mà họ thu thập được đã phần nào cho thấy ông Matsuda hoàn toàn có động cơ gây án. Studio âm nhạc của ông Matsuda kinh doanh không thuận lợi, hiện đang tồn đọng một khoản nợ khá lớn lên tới 28 triệu yên. Thời hạn trả nợ cho công ty tín dụng đang đến gần và chỉ vài ngày nữa thôi thì ông sẽ phải thanh toán ít nhất là 7 triệu yên. Phải chăng áp lực tài chính cùng với gánh nặng nợ nần đã đẩy ông Matsuda đến bước đường cùng khiến ông quẫn chí và xuống tay với vợ con, sau đó bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm? Giả thuyết xuống tay với gia đình vì nợ nần tưởng chừng như hợp lý bởi nó phù hợp với bối cảnh xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, khi mà nhiều người dân cũng phải đối mặt với khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra. Tuy nhiên, chính giả thuyết này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nội bộ cơ quan điều tra. Nhiều cảnh sát dày dặn kinh nghiệm cho rằng vụ án phức tạp và có nhiều uẩn khúc hơn những gì mà họ nhìn thấy. Sau khi thu thập thêm nhiều thông tin và chứng cứ, họ đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong giả thuyết, xuống tay vì nợ nần. Thứ nhất, khác với những gì mà mọi người vẫn nghĩ, tình hình tài chính của ông Matsuda không hề tệ, thậm chí là còn rất khả quan. Studio âm nhạc của ông tọa lạc tại vị trí đắc địa gần ga Tamagawa, rộng rãi với hai mặt tiền, có giá thuê lên tới 240.000 yên mỗi tháng, một con số không hề nhỏ vào thời điểm lúc bấy giờ. Điều đáng nói là ông Matsuda luôn thanh toán tiền thuê mặt bằng kinh doanh đúng hạn, chứng tỏ dòng tiền kinh doanh ổn định. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu một chiếc xe hơi sang trọng Mercedes-Benz, là niềm mơ ước của biết bao người dân Nhật Bản. Đặc biệt, theo lời khai của một số người quen biết với gia đình ông Matsuda, chỉ 2 tuần trước khi vụ án xảy ra, ông Matsuda còn đưa cả gia đình đi du lịch tại Nikko, một thành phố du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Tochigi. Gia đình ông đã trải nghiệm một chuyến đi xa hoa đúng nghĩa, nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao cao cấp, thưởng thức ẩm thực tại những nhà hàng sang trọng và còn thưởng thức buổi biểu diễn kịch Kabuki. Tất cả những chi tiết này hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của một người đang gồng mình gánh vác khoản nợ khổng lồ, đứng trước bờ vực phá sản. Nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu như ông Matsuda không gặp khó khăn về tài chính, vậy thì tại sao ông ta lại phải đi vay nợ? Cảnh sát cũng đã nhanh chóng tìm ra lời giải cho khúc mắc này. Qua điều tra, họ phát hiện ông Matsuda thường có thói quen vay tiền để xoay vòng vốn, đầu tư kinh doanh. Hơn một năm trước, ông Matsuda từng vay của họ hàng một khoản tiền vài triệu yên. Chỉ nửa tháng sau, ông đã thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi, với mức lãi suất lên tới 20%. Điều đáng nói là hành vi vay tiền này đã diễn ra nhiều lần và ông Matsuda luôn đảm bảo khả năng thanh toán, trả nợ đúng hạn. Điều này cho thấy khoản nợ 28 triệu yên mà ông Matsuda đang gánh thực chất không phải là vấn đề quá lớn như mọi người vẫn nghĩ. Hơn nữa, nếu như động cơ gây án thực sự là do áp lực nợ nần, vậy thì thay vì sát hại vợ con rồi bỏ trốn, ông Matsuda hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp quyên sinh, một lựa chọn được xem là thoát nợ phổ biến trong xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ. Vậy liệu có khả năng nào chính người vợ và cô con gái đã vô tình trở thành gánh nặng khiến ông Matsuda túng quẫn, đẩy ông đến bước đường cùng? Tuy nhiên, giả thuyết này cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Bà Akiko, vợ ông Matsuda, xuất thân trong một gia đình trí thức giàu có và danh giá. Nếu ông Matsuda gặp khó khăn về tài chính, gia đình vợ hoàn toàn có khả năng hỗ trợ. Còn Awang, cô con gái 23 tuổi, lại luôn là niềm tự hào của ông Matsuda. Cô gái trẻ sở hữu thành tích học tập đáng nể và dù chưa tốt nghiệp đại học, Awang đã được một công ty lớn nhận vào làm việc. Vào thời điểm đó, Awang thậm chí còn vui mừng chia sẻ với bạn bè rằng sau khi đi làm, cô có thể phụ giúp bố trả nợ. Với một người vợ đảm đang và một cô con gái giỏi giang, hiểu chuyện như vậy, thì làm sao họ có thể trở thành gánh nặng cho ông Matsuda được?
Giả thuyết về động cơ gây án do mâu thuẫn gia đình hay áp lực tài chính lần lượt bị bác bỏ, vụ án tưởng chừng như là rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, với những bằng chứng và manh mối thu thập được, một số cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhận định đây có thể là một vụ bắt cóc và sát hại. Theo đó, ông Matsuda có thể đã bị bắt cóc, còn vợ con ông ta đã bị sát hại nhằm mục đích đe dọa, ép buộc ông phải làm theo yêu cầu của chúng. Vậy thì đâu là căn cứ để các nhà điều tra đưa ra giả thuyết này? Năm 1994, Nhật Bản đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Hệ lụy kéo theo là tình hình an ninh trật tự trở nên bất ổn, tỷ lệ tội phạm gia tăng một cách chóng mặt. Đặc biệt là những vụ án gây chấn động dư luận, như vụ việc rúng động tại công viên Inokashira, vụ tấn công khủng bố bằng khí sarin do giáo phái Aum Shinrikyo thực hiện, vụ cướp 500 triệu yên chấn động tại ngân hàng Fukutoku, vụ ám sát giám đốc ngân hàng Nagoya. Thậm chí, chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ án mạng tại nhà ông Matsuda, một loạt vụ cướp và xuống tay với người vô tội đã liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Osaka, Aichi, Gifu và Tsubame. Tình hình an ninh trật tự trên toàn nước Nhật lúc bấy giờ thực sự rất đáng báo động, khiến người dân luôn sống trong tâm lý hoang mang, lo sợ. Càng điều tra, cảnh sát càng phát hiện thêm nhiều chi tiết ủng hộ cho giả thuyết về một vụ bắt cóc, trừ khử. Cụ thể, sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy nhiều tài sản có giá trị trong căn hộ đã biến mất, trong đó có cả chiếc xe hơi Mercedes-Benz của ông Matsuda. Đặc biệt, một chi tiết khiến các nhà điều tra thực sự chú ý, đó là phần tóc của hai nạn nhân đều bị cắt ngắn một cách bất thường. Dựa trên những chi tiết này, cảnh sát nhận định có khả năng là ông Matsuda đã bị bắt cóc trước, sau đó hung thủ đã sử dụng chìa khóa của ông để đột nhập vào căn hộ, xuống tay với bà Akiko và A Wang, đồng thời cắt tóc hai nạn nhân nhằm mục đích đe dọa ông Matsuda. Giả thuyết này được đánh giá là có cơ sở và logic hơn rất nhiều so với giả thuyết ông Matsuda xuống tay với vợ con vì áp lực nợ nần. Cảnh sát tin rằng ông Matsuda vẫn còn sống và ưu tiên hàng đầu lúc này là phải bằng mọi giá tìm ra ông ta. Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, cảnh sát phát hiện vào tối ngày 10 tháng 11, trùng với thời điểm xảy ra vụ án, chiếc xe Mercedes-Benz của ông Matsuda đã xuất hiện gần khách sạn Yamano ở quận Chiyoda, Tokyo. Tại đây, một người nào đó đã sử dụng giấy tờ tùy thân của ông Matsuda để thuê phòng. Ông Masao Matsuda là người đàn ông cao khoảng 1m63, làn da trắng, vẻ ngoài thư sinh, thường đeo kính gọng bạc. Ngoại hình của ông ta khá đặc biệt, dễ nhận dạng và khó có thể nhầm lẫn với ai. Tuy nhiên, khi cảnh sát cho các nhân viên khách sạn xem ảnh của ông Matsuda, thì tất cả bọn họ đều khẳng định người đàn ông đến làm thủ tục nhận phòng vào đêm hôm đó không phải là ông Matsuda. Chính lời khẳng định của các nhân chứng đã củng cố thêm niềm tin của cảnh sát về giả thuyết ông Matsuda bị bắt cóc. Rất có thể, kẻ bắt cóc đã ép buộc ông phải khai báo thông tin về chiếc xe và giấy tờ tùy thân, sau đó lén đột nhập vào nhà để xuống tay với vợ con ông. Cuối cùng là dùng chính danh tính của nạn nhân để thuê phòng khách sạn, cố tình thách đố cảnh sát. Tuy nhiên, mọi nỗ lực truy tìm dấu vết kẻ thủ ác tại khách sạn Yamano đều không thu được kết quả. Vào thời điểm đó, đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng. Căn phòng đã được dọn dẹp nhiều lần khiến mọi dấu vết của hung thủ đều biến mất. Tất cả những gì mà cảnh sát có thể làm là tiếp tục truy tìm bóng dáng chiếc xe Mercedes-Benz và lần theo manh mối từ thông tin đặt phòng khách sạn của ông Matsuda. Sau một thời gian tích cực điều tra, những nỗ lực của cảnh sát cũng đã được đền đáp. Thông qua việc phân tích dữ liệu di chuyển từ các camera an ninh, cảnh sát phát hiện ra dấu vết của ông Matsuda tại một số khách sạn nằm rải rác trên khắp nước Nhật, bao gồm khách sạn Prince Takayama ở thành phố Takayama, tỉnh Gifu, khách sạn Prince Sakano ở Kyoto và khách sạn Fuji View ở tỉnh Yamanashi. Cũng giống như tại khách sạn Yamano, khi cảnh sát đến, các khách sạn này đều xác minh thông tin thì có hai nhân viên lễ tân khẳng định người làm thủ tục nhận phòng không phải là ông Matsuda. Trong khi đó, nhân viên của một khách sạn còn lại thì không chắc chắn. Những lời khai mâu thuẫn này khiến các nhà điều tra càng thêm lo lắng và tin rằng giả thuyết ông Matsuda bị bắt cóc là hoàn toàn có căn cứ. Họ nhận định có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, hung thủ đã cướp tiền của ông Matsuda để bỏ trốn.
Trên đường đi, chúng đã sử dụng giấy tờ tùy thân của ông để thuê phòng khách sạn nhằm câu giờ, trong khi bản thân ông Matsuda có thể là đã không còn nữa. Thứ hai là có thể ông Matsuda vẫn còn sống nhưng bị kẻ bắt cóc giám sát chặt chẽ. Mọi hành động di chuyển của ông đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Dù là khả năng nào thì tình hình của ông Matsuda vào lúc này vẫn vô cùng nguy hiểm. Nỗ lực tìm kiếm Matsuda của cảnh sát dường như là rơi vào bế tắc. Họ đã kiểm tra hàng loạt camera an ninh, giả soát thông tin tại vô số khách sạn, nhà nghỉ trên khắp cả nước, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ông ta. Tuy nhiên, ngay khi niềm hy vọng của họ vụt tắt thì một manh mối quan trọng bất ngờ xuất hiện. Dấu vết của Matsuda tại một khách sạn ở thành phố Nara. Tuy nhiên, khi các điều tra viên vừa đến khách sạn để xác minh thông tin thì một người đàn ông có vẻ ngoài giống như quản lý đã vội vã tiến về phía họ với vẻ mặt hoảng hốt. Người này cho biết khách sạn vừa xảy ra một vụ án mạng. Cảnh sát vội vàng theo chân người quản lý đến hiện trường. Căn phòng nơi xảy ra vụ án nồng nặc một mùi hôi thối khó tả. Dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trên tấm tatami vẫn còn lưu lại những vết bẩn của chất thải. Trên nền nhà, một sợi dây điện màu xanh bị cắt đứt nằm chỏng chơ. Và điều khiến cảnh sát thực sự sửng sốt đó là căn phòng này được đặt bằng chứng minh thư của chính ông Matsuda. Liệu có phải là ông ta đã bị xuống tay ngay trong chính căn phòng này? Làm sao lại có thể đi vệ sinh bừa bãi trong phòng như vậy được? Chắc hẳn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi này khi hình dung ra hiện trường vụ án kinh hoàng tại khách sạn ở Nara. Tuy nhiên, với kinh nghiệm giải quyết nhiều vụ án tội phạm, các điều tra viên nhận định đây không phải là một hành động vô thức bình thường. Rất có thể, ông Matsuda đã bị sát hại ngay tại căn phòng này và trước khi qua đời, do bị siết cổ, nạn nhân đã bị mất kiểm soát cơ thể, dẫn đến tình trạng tiểu tiện không tự chủ. Giả thuyết này càng có cơ sở hơn khi cảnh sát tìm thấy sợi dây điện bị cắt đứt trên nền nhà. Phải chăng chính sợi dây vô tri kia đã được sử dụng để tước đi mạng sống của ông Matsuda? Và việc cấp bách lúc này là phải tìm thấy thi thể của ông càng sớm càng tốt. Sau chuỗi các sự kiện, cảnh sát nhận thấy một điểm chung đáng chú ý. Cứ mỗi lần xuất hiện thông tin ông Matsuda thuê phòng tại một khách sạn nào đó, thì chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng của ông cũng được phát hiện tại thành phố đó. Điều này cho thấy rất có thể chính hung thủ là người đang lái chiếc xe để di chuyển. Hơn nữa, khách sạn ở Nara nằm ngay trung tâm thành phố. Nếu hung thủ muốn chở thi thể đi phi tang thì bắt buộc là phải dùng đến ô tô. Dựa trên nhận định này, cảnh sát tin rằng chỉ cần lần theo dấu vết chiếc xe Mercedes kia thì sẽ có thể tìm ra tung tích của hung thủ. Căn cứ vào lượng xăng còn lại trong xe khi nó xuất hiện lần cuối, cảnh sát phán đoán hung thủ vẫn ẩn náu đâu đó trên địa bàn thành phố Nara. Bởi nếu muốn chở ông Matsuda đi xa hơn thì hắn ta buộc phải đổ thêm xăng và như vậy thì sẽ dễ dàng bị camera an ninh ghi lại. Tuy nhiên, trái với suy đoán của cảnh sát, dù đã kiểm tra tất cả các camera an ninh tại các cây xăng ở Nara và các vùng lân cận, họ vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của chiếc xe Mercedes. Hung thủ như bốc hơi khỏi trái đất, mang theo nạn nhân và không để lại bất kỳ một manh mối nào. Việc ông Masao Matsuda mất tích một cách bí ẩn cùng với chiếc xe của mình khiến cảnh sát hoàn toàn mất phương hướng. Họ buộc phải thay đổi chiến thuật điều tra, mở rộng khu vực tìm kiếm ra các vùng lân cận, đồng thời tập trung xác minh các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Liệu có kẻ nào nuôi mối hận thù với ông Matsuda hay gia đình ông ta đến mức lại xuống tay tàn độc đến như vậy? Các nhà điều tra không ngừng đặt ra câu hỏi. Tuy nhiên, tất cả những thông tin thu thập được lại được vẽ nên chân dung một gia đình hạnh phúc gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Họ sống êm ấm, hòa thuận, được mọi người xung quanh yêu mến, kính trọng. Ông Masao Matsuda sinh ra và lớn lên tại thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano, trong một gia đình sung túc. Cũng giống như vợ mình, bà Akiko, ông theo học chuyên ngành giáo dục âm nhạc tại trường đại học Shinchu. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau khi về chung một nhà đã có một cuộc sống hôn nhân rất viên mãn. Khoảng 2 năm sau khi kết hôn, ông Matsuda đã xuất sắc vượt qua kỳ tuyển dụng gắt gao vào bộ phận âm nhạc của Sony Music, một trong những hãng thu âm hàng đầu Nhật Bản. Để hỗ trợ chồng an tâm phát triển sự nghiệp, bà Akiko đã tự nguyện từ bỏ công việc giảng viên âm nhạc để chuyển sang dạy đàn piano bán thời gian tại nhà. Điều này vừa giúp bà có thời gian chăm sóc cho gia đình, vừa giảm bớt gánh nặng kinh tế cho chồng. Trong hơn 10 năm làm việc tại Sony, ông Matsuda đã gặt hái được nhiều thành công nhất định.
Ông từng có cơ hội hợp tác với nhiều nhạc trưởng nổi tiếng thế giới như Herbert von Karajan và Leonard Bernstein. Sự nghiệp thành công mang đến cho gia đình ông Matsuda một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Tuy nhiên, vợ chồng ông vẫn giữ lối sống giản dị, kín tiếng. Họ luôn được hàng xóm láng giềng yêu mến và kính trọng. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, con gái A Wang cũng là một người con có hiếu, hiểu chuyện và sống rất tình cảm. Ít ai biết rằng suốt nhiều năm liền, cô đều dành dụm tiền tiêu vặt để quyên góp cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. A Wang cũng không thích trưng diện mà thường lựa chọn cho mình phong cách giản dị. Với một gia đình nề nếp, kiểu mẫu như vậy, rất nhiều người cho rằng ngay cả trong trường hợp đây là một vụ án ngẫu nhiên thì kẻ xấu cũng không có lý do gì để nhắm vào gia đình ông Matsuda. Vậy thì chuyện gì đã thực sự xảy ra? Liệu cảnh sát có bỏ sót manh mối nào chăng? Vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì bất ngờ một tia sáng le lói xuất hiện. Trong lúc truy tìm thông tin về ông Matsuda, một điều tra viên bỗng chú ý đến một bài đánh giá tại khách sạn rất kỳ lạ. Bài viết nói về khách sạn Yamano ở quận Chiyoda, Tokyo, nơi ông Matsuda đã thuê phòng vào đêm ngày xảy ra vụ việc. Như đã biết, trong đêm định mệnh ấy, có người đã sử dụng giấy tờ của ông Matsuda để thuê phòng tại khách sạn. Nhân viên lễ tân cũng xác nhận người đàn ông đến làm thủ tục không phải là ông Matsuda. Vậy thì bài đánh giá kia có liên quan gì đến những chi tiết này và điều gì trong đó khiến viên cảnh sát phải rợn tóc gáy? Nội dung bài đánh giá như sau. Vì rất muốn thưởng thức món bánh bao nhân thịt nổi tiếng nên tôi đã quyết định nghỉ lại tại khách sạn này. Dịch vụ rất tuyệt vời. Ngoài ra, món tempura trong nhà hàng cũng rất ngon. Thoạt nhìn, đây là một bài đánh giá hết sức bình thường. Nhưng điều khiến vị cảnh sát phải sửng sốt chính là người ký tên dưới bài viết. Matsuda Masao. Chẳng lẽ là ông Matsuda vẫn còn sống? Phải chăng là ông đã trốn thoát được? Hay là được thả tự do? Và nếu như vậy thì tại sao ông lại không liên lạc với cảnh sát hay là với gia đình mình? Và nếu bài viết này không phải là do ông Matsuda đăng, vậy thì ai đang cố tình để lại manh mối này? Phải chăng kẻ đứng sau vụ án đang muốn trêu ngươi cảnh sát? Tuy nhiên, giả thuyết này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Bài đánh giá quá bình thường, không chứa thông tin hữu ích hay lời đe dọa nào. Cảnh sát đã quay trở lại với giả thuyết bài viết do chính ông Matsuda đăng tải. Liệu có ẩn ý nào trong bài viết mà họ bỏ sót? Họ đã phân tích bài viết theo nhiều cách khác nhau, tìm kiếm mật mã hay thông điệp ẩn, nhưng không thu được kết quả. Hơn nữa, năm 1994, Internet vẫn chưa thực sự phổ biến tại Nhật Bản. Ít ai có thói quen lên mạng để đọc bình luận của khách hàng trên trang web của khách sạn. Nếu ông Matsuda muốn gửi thông điệp cầu cứu, hẳn là ông đã chọn một cách khác hiệu quả hơn. Chẳng hạn như là gửi email cho bạn bè hay là người thân. Và từ những phân tích trên, cảnh sát dần loại bỏ khả năng ông Matsuda bị bắt cóc. Họ đưa ra một kết luận đáng giật mình. Ông Matsuda không hề bị ai khống chế. Nếu vậy, thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ông Matsuda lại biến mất một cách bí ẩn như vậy? Việc ông ta liên tục thuê phòng khách sạn ở nhiều địa điểm khác nhau nhằm mục đích gì? Và chuyện gì đã xảy ra khiến một người đàn ông bỗng dưng thay đổi thói quen, bỏ lại cuộc sống thường nhật và bắt đầu hành trình di chuyển đầy bí ẩn này? Dữ liệu cảnh sát thu thập được vẽ nên một hành trình kỳ lạ, chẳng tuân theo bất cứ luật nào. Vào ngày 10 tháng 11, Matsuda được nhìn thấy ở Tokyo. Chỉ hai ngày sau, ông ta đã xuất hiện tại thành phố biển Shimoda xinh đẹp thuộc tỉnh Shizuoka. Hành trình tiếp tục đưa ông ta đến thị trấn suối nước nóng Hakone thuộc tỉnh Kanagawa vào ngày 13 tháng 11, rồi lại đến chân núi Phú Sĩ Hùng Vĩ thuộc tỉnh Shizuoka vào ngày 14 tháng 11. Điểm đến cuối cùng được ghi nhận là thành phố Nara cổ kính thuộc tỉnh Nara vào ngày 15 tháng 11. Mỗi địa điểm đều mang một nét đặc trưng riêng, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Cũng như là lý do vì sao mà Matsuda lại lựa chọn những nơi này. Họ tự hỏi, ông ta đã làm gì ở đó, gặp gỡ ai và điều gì đã thúc đẩy ông ta di chuyển liên tục đến như vậy. Giữa muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp, cảnh sát bắt đầu nghiêng về giả thuyết Matsuda đang tìm đường trở về quê hương sau một biến cố nào đó. Họ quyết định đến Nakano, hy vọng tìm thấy manh mối. Tuy nhiên, khi cảnh sát Tokyo còn chưa kịp triển khai kế hoạch, thì vào lúc 8 giờ sáng ngày 19 tháng 11, một cuộc gọi từ đồn cảnh sát thành phố Shiozawa, tỉnh Nakano đã báo tin về một vụ việc chấn động. Nhân viên vệ sinh của một khách sạn địa phương trong lúc dọn phòng đã phát hiện một người đàn ông treo cổ trên xà nhà. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định, đó chính là Matsuda Masao, người đàn ông đang bị cảnh sát Tokyo truy tìm gắt gao.
Vậy là bao ngày truy tìm, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy Matsuda, nhưng không phải là trong hoàn cảnh mà họ mong đợi. Sự ra đi của ông ta càng khiến vụ án thêm phần bí ẩn. Câu hỏi được đặt ra trước tiên, liệu đây là một vụ quyên sinh hay là một vụ án mạng được ngụy trang tinh vi? Giả thuyết về một vụ án không phải là không có căn cứ, lịch trình di chuyển kỳ lạ, sự mập mờ về động cơ và sự ra đi đầy bất ngờ khiến nhiều người tin rằng Matsuda đang nắm giữ một bí mật động trời nào đó, một bí mật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng chính ông ta. Tuy nhiên, sự thật có lẽ đơn giản hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng. Sau khi khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã đưa ra kết luận ban đầu. Matsuda đã tự kết liễu. Một phát hiện quan trọng đã củng cố cho kết luận này, đó là sự xuất hiện của một chiếc máy ghi âm đặt ngay bên dưới thi thể Matsuda. Cuộn băng bên trong đã tua đến cuối, cho thấy đây là một đoạn ghi âm dài 40 phút và rất có thể đó chính là lời trăn trối cuối cùng của Matsuda. Khi cảnh sát Tokyo đến hiện trường và lắng nghe đoạn ghi âm đầy ám ảnh đó, thì mọi nút thắt của vụ án dần được tháo gỡ. Giọng nói của Matsuda thoạt đầu có vẻ là bình tĩnh, nhưng càng về sau thì lại càng nặng trĩu sự đau khổ và tuyệt vọng. Matsuda bắt đầu bằng việc phơi bày sự thật phía sau vỏ bọc thành công mà bấy lâu nay ông ta tỉ mỉ xây dựng. Mọi người nhìn vào tôi và thấy một ông chủ studio thành đạt, giàu có và có địa vị. Nhưng chỉ có tôi mới thấu hiểu sự thật phũ phàng bên trong. Hóa ra, studio âm nhạc của Matsuda đang trên bờ vực phá sản. Là một người đam mê âm nhạc cổ điển, ông ta chỉ tập trung sản xuất những bản nhạc giao hưởng của Áo và Đức, hoàn toàn phớt lờ thị hiếu đại chúng. Chính sự cố chấp đó đã khiến Matsuda bỏ ngoài tai mọi lời khuyên thay đổi chiến lược kinh doanh, tiếp tục bám víu vào một thị trường ngày càng thu hẹp. Và kết quả là studio của Matsuda ngày càng làm ăn sa sút, thu không đủ chi. Để duy trì hoạt động, Matsuda đã vay nợ rất nhiều từ các công ty tín dụng. Số tiền lên đến hơn 20 triệu yên, được bảo lãnh bởi vợ ông ta và bốn người bạn thân thiết. Ban đầu, Matsuda vẫn nuôi hy vọng xoay chuyển tình thế. Ông ta nghĩ rằng chỉ cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh thì mọi việc rồi sẽ ổn. Nhưng rồi, suy thoái kinh tế ập đến như một cú đòn chí mạng, đánh gục hoàn toàn studio của Matsuda. Nợ nần chồng chất, Matsuda chìm trong bế tắc và tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi đã sai lầm thật rồi. Giọng nói ông ta đầy hối hận. Điều đáng nói là Matsuda không phải là không có lối thoát cho hoàn cảnh bế tắc của mình. Như bao doanh nghiệp gặp khó khăn khác, ông ta hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp phá sản rồi gây dựng lại từ đầu. Tuy nhiên, một con người kiêu hãnh, sĩ diện như Matsuda lại không cho phép bản thân gục ngã một cách tầm thường như vậy. Đối với Matsuda, thất bại đồng nghĩa với việc bản thân hoàn toàn vô giá trị. Ông ta không thể chấp nhận viễn cảnh phải đứng trước mọi người để thừa nhận sự thất bại của mình. Lúc bấy giờ, tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí Matsuda. Nợ nần chồng chất khiến ông ta cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, danh dự tưởng chừng như sụp đổ trong hoàn cảnh. Trong cơn củng quẫn, Matsuda tin rằng cái chết là lối thoát duy nhất cho bản thân và gia đình. Thà chết chung còn hơn sống nhục nhã. Đó là suy nghĩ đầy ích kỷ và tàn nhẫn đã ám ảnh ông ta. Tuy vậy, sâu thẳm trong tim Matsuda vẫn le lói tình yêu thương dành cho vợ con. Một tháng trước khi thực hiện ý định điên rồ, ông dồn tất cả số tiền còn lại để đưa gia đình đi du lịch. Họ cùng nhau đi khắp nơi, thưởng thức những món ăn ngon, mua sắm thả ga. Đó như một nỗ lực muộn màng của người chồng, người cha muốn bù đắp cho gia đình trước lúc chia xa, vĩnh viễn. Theo lời Matsuda thú nhận trong đoạn ghi âm, ông ta định sẽ ra tay với vợ và con trong một buổi sáng tinh mơ. Lần lượt siết cổ họ trong lúc họ chưa kịp hay biết chuyện gì xảy ra. Hành động đầy máu lạnh đó trong suy nghĩ méo mó của Matsuda lại được bao biện rằng đó là một thứ tình yêu ích kỷ. Ông ta không muốn để vợ con lại trên cõi đời đầy bất hạnh này để phải gánh chịu nợ nần và sự xấu hổ từ sự thất bại của mình. Thế nhưng, định mệnh dường như chưa muốn cho bi kịch diễn ra theo đúng kịch bản ghê rợn. Matsuda đã thực sự ra tay và kết liễu sinh mạng của vợ con. Nhưng rồi, khi phải đối diện với chính sự ra đi của mình, lòng can đảm của người đàn ông này đã sụp đổ. Ông ta hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng trước hành động tày trời mà mình vừa gây ra. Mấy lần đã cố quyên sinh nhưng đều thất bại. Để trấn an tinh thần và tích lũy dũng khí, Matsuda đã lái xe đi lang thang vô định như một cái xác không hồn. Hành trình đầy ám ảnh đó đã dẫn ông ta đến nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Nara, nơi cảnh sát từng phát hiện những dấu vết bất thường trong một khách sạn mà Matsuda đã thuê.
chất thải và sợi dây điện được tìm thấy trong phòng chứng tỏ rằng ông ta đã từng cố gắng treo mình lên nhưng không thành. Trong suốt quá trình lẩn trốn, Matsuda đã qua mặt nhân viên lễ tân tại nhiều khách sạn khác nhau. Nhưng điều gì đã giúp ông ta làm được điều đó? Câu trả lời hiện ra rất rõ ràng khi cảnh sát phát hiện ra thi thể ông. Matsuda Masao lúc này không còn giữ được vẻ ngoài lịch lãm, chỉn chu của một vị doanh nhân thành đạt như trước. Thay vào đó là một ông già tiều tụy, hốc hác với khuôn mặt vàng vọt, râu tóc bù xù. Có lẽ chính gánh nặng tội lỗi từ việc nhẫn tâm tước đi mạng sống của vợ con đã dày vò Matsuda về cả thể chất lẫn tinh thần. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông ta gầy rộc đi trông thấy. Ngoại hình thay đổi đến mức khó tin, và đó cũng chính là lý do khiến cho không ai nhận ra danh tính thật sự của ông ta. Vụ án tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt với những tình tiết bí ẩn, những chuyến đi khó hiểu và sự ra đi đầy ám ảnh của Matsuda Masao, nhưng cuối cùng đã được phơi bày một cách trần trụi và đau lòng. Và có lẽ điều khiến dư luận bàng hoàng nhất chính là sự thật phũ phàng đằng sau lớp vỏ bọc ly kỳ mà vụ án đã nói trên. Không phải là một tên sát nhân máu lạnh, không phải là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Kẻ sát nhân máu lạnh tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người vợ hiền, con ngoan lại chính là người chồng, người cha mẫu mực, Matsuda Masao. Không một ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài thành đạt, điềm tĩnh ấy lại là một tâm hồn yếu đuối, một lòng tự trọng đến mức méo mó và một quyết định ích kỷ, tàn nhẫn. Matsuda đã tự tay đóng vai thượng đế để quyết định sinh mệnh vợ con, để rồi sau đó lại chọn cách trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Chính cuộn băng ghi âm, lời chăn trối muộn màng của ông ta mới là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh bi kịch cho vụ án. Nếu không có nó, có lẽ sự biến mất bí ẩn của gia đình Matsuda sẽ mãi là một ẩn số thách thức giới điều tra và trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận, giống như những vụ án đen tối khác trong lịch sử hình sự Nhật Bản. Vụ án của Matsuda Masao là một lời nhắc nhở đầy ám ảnh rằng cuộc sống luôn đầy rẫy những bí ẩn và nhiều khi sự thật lại khác xa so với những gì mà chúng ta tưởng tượng. Không phải lúc nào cũng có những kẻ giết người hàng loạt với động cơ phức tạp hay những băng nhóm tội phạm hoạt động tinh vi. Đôi khi, bi kịch lại nảy sinh từ chính những góc khuất tâm lý của con người, từ sự tuyệt vọng và ích kỷ đến mức đáng sợ. Trong lời thú tội cuối cùng, Matsuda đã bày tỏ mong muốn được chôn cất bên cạnh vợ con sau khi qua đời. Có lẽ đó là lương tâm của một người chồng, người cha trỗi dậy, hay chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi cô độc ngay cả khi đã sang thế giới bên kia. Dù là gì đi nữa thì nguyện vọng cuối cùng cũng đã không thành hiện thực. Gia đình Akiko sau nỗi đau mất con, mất cháu đã quyết định không tha thứ cho Matsuda. Họ đã xây dựng một khu mộ riêng cho Akiko và Awang, nơi hai mẹ con có thể an nghỉ bên nhau, thoát khỏi bóng ma của bi kịch và nỗi đau mà Matsuda đã gây ra. Câu chuyện của ngày hôm nay chắc chắn sẽ để lại trong lòng chúng ta nhiều suy ngẫm và cả những câu hỏi nhức nhối. Bị dồn ép bởi thất bại và áp lực danh dự, Matsuda đã chọn cách tự kết liễu đời mình. Thế nhưng, hành động kéo theo vợ con, những người hoàn toàn vô tội kia xuống suối vàng cùng ông ta, liệu có phải là quá ích kỷ và tàn ác? Trong những vụ án trên, kết cục tuy bi thảm nhưng rõ ràng là kẻ thủ ác đã bị tóm gọn từ rất sớm. Nhưng trong vụ án này, để công lý có thể soi tỏ oan hồn người đã khuất thì phải mất tới tận 20 năm. Vậy tại sao phải tốn nhiều thời gian tới như vậy? Kẻ thủ ác đã lẩn trốn như thế nào trong hai thập kỷ đó? Và hãy cùng chúng mình lật mở vụ án tiếp theo về việc ba mẹ con qua đời bi thảm khi cha đi công tác xa, kẻ tội đồ trốn chạy tinh vi trong suốt 20 năm để tìm ra câu trả lời xác đáng nhất. Chồng đi vắng dài ngày, người vợ và ba con gái bị một kẻ đột nhập vào nhà và ra đi theo cách đầy bi thảm. Đau lòng hơn khi người vợ bị làm nhục trước khi qua đời. Ngoài ra, hung thủ còn sử dụng dao để lại nhiều vết thương sâu trên cơ thể nạn nhân, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi cảm thấy vô cùng xót xa. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay và lông tóc lạ. Trên tường phòng ngủ và phòng tắm còn xuất hiện những vết đỏ nhạt. Liệu rằng những bằng chứng này có đủ để tìm ra hung thủ và lý do nào mà sau hơn 20 năm hung thủ mới bị kết tội? Vào một sáng thứ bảy đẹp trời, ngày 11 tháng 5 năm 1985, Jerry Eastburn, một thượng úy không quân vẫn nhấc máy gọi về nhà nói chuyện với vợ con như thói quen. Nhưng lạ thay, lần này lại không có một ai nhấc máy.
Lúc này, Jerry phải xa vợ con và đang tham gia khóa huấn luyện kín kéo dài 2 tháng tại trường sĩ quan ở tiểu bang Alabama. Khoảng cách từ ngôi trường này đến Fayetteville, Bắc Carolina, nơi vợ con anh sinh sống là hơn 800 cây số. Vì cả tuần chỉ được nghỉ duy nhất một ngày nghỉ cuối tuần, nên Jerry không thể nào về thăm gia đình. Vậy nên, để giảm bớt nỗi nhớ vợ con, anh và vợ Kathy đã hẹn nhau mỗi thứ bảy hàng tuần sẽ gọi điện trò chuyện. Thế nhưng khác với mọi lần gọi điện về nhà đều có người nhấc máy, thì lần này lại khác. Dù chuông reo mãi, đầu dây bên kia vẫn bật vô âm tín. Nghĩ có lẽ vợ đang bận việc nên không nghe điện thoại. Do vậy mà Jerry cũng không mấy bận tâm. Đợi đến chiều cùng ngày, Jerry tiếp tục gọi thử lần nữa, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Vẫn không có một ai nghe máy. Lúc này, lòng dạ Jerry bỗng trùng xuống và một nỗi bất an ùa về. Nhưng vì là quân nhân, lại đang trong thời gian huấn luyện đặc biệt, không thể vì chuyện này mà xin nghỉ để về nhà. Jerry đành bất đắc dĩ cho qua, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho vợ con ở nhà. Cho tới ngày hôm sau, là vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 5, tiếng chuông điện thoại ở hành lang bên ngoài ký túc xá bỗng reo lên inh ỏi. Một thanh tra cảnh sát. Nghe xong, một dự cảm xấu ập đến trong lòng Jerry. Jerry trả lời bằng một giọng run rẩy. Xin chào, tôi là Jerry Eastburn đây. Đầu dây bên kia thông báo. Chào Thượng úy, tôi là Jack Watts thuộc Sở Cảnh sát quận Cumberland. Rất tiếc phải thông báo gia đình anh gặp chuyện rồi. Không giữ nổi bình tĩnh trước cuộc gọi, anh ấp úng hỏi lại. Họ còn sống chứ? Anh hãy về ngay lập tức, mọi chuyện chúng ta sẽ nói sau. Thực ra vào sáng hôm đó, Bob Seafield, hàng xóm nhà Jerry khi đi ra ngoài, đã phát hiện báo chất đống trước cửa nhà Jerry. Điều này chứng tỏ là gia đình Jerry đã vắng nhà nhiều ngày. Tuy nhiên, chiếc xe của họ vẫn đỗ nguyên trên lối vào nên chắc chắn họ vẫn chưa đi đâu xa. Bob biết Gary đang đi công tác xa nhà. Trong nhà chỉ có vợ và ba đứa con nhỏ của Gary. Lo lắng, Bob bấm chuông cửa nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai ra. Đúng lúc Bob chuẩn bị rời đi thì vài tiếng khóc yếu ớt của trẻ con bỗng vang lên từ bên trong. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nghi có điều gì bất thường, Bob đã lập tức báo cảnh sát. Khi nghe thông tin, một viên cảnh sát đã có mặt trước cửa nhà Jerry. Sau khi nghe Bob kể lại sự việc, ông ta nhanh chóng đập vỡ cửa sổ phòng ngủ, leo vào bên trong bế Chanda, cô con gái út 22 tháng tuổi của Jerry ra ngoài. Cô bé Chanda ở trong tình trạng gầy gò, xanh xao, hơi thở yếu ớt như đã bị bỏ đói nhiều ngày. Không khí ngột ngạt bao trùm cả ngôi nhà, kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Khi cảnh sát mở cửa chính ra, xuất hiện một thi thể nằm cuối hành lang. Ít phút sau, hai thanh tra tên Jack Watts và Robert Biddle thuộc đội điều tra hình sự quận Cumberland cũng đã có mặt. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện tổng cộng có 3 thi thể ở trong nhà. Nạn nhân là Kathy Edburn, vợ của Jerry và hai con gái Kara và Erin. Kathy bị làm nhục trước khi qua đời. Ngoài ra, hung thủ còn sử dụng dao để lại nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân, đặc biệt là ở vùng cổ bị thương nghiêm trọng. Trong khi đó, vừa về tới Fayetteville thì Gary được đưa thẳng đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cảnh sát hy vọng rằng anh ta có thể cung cấp thông tin về những đối tượng đáng nghi. Anh cho biết khoảng 2 tháng trước, vợ anh từng nhận được một cuộc gọi rất khiếm nhã. Kẻ bên đầu dây kia buông lời trêu ghẹo khiến Kathy rất bực mình. Hắn ta còn nói sẽ đến nhà tìm cô nhưng rồi lại không thấy xuất hiện. Lúc bấy giờ, gia đình anh cho qua vì chỉ nghĩ là lời trêu ghẹo bình thường thôi. Thế nhưng giờ đây, không loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến kẻ giấu mặt này. Ngoài ra, Gary còn cho biết sau khóa huấn luyện, anh sẽ được điều động sang Anh làm liên lạc giữa Không quân Hoàng gia Anh và Không quân Hoa Kỳ tại một căn cứ chung. Vì vậy, gia đình anh đã lên kế hoạch chuyển đến Anh sinh sống để cả gia đình đều được ở bên nhau. Tuy nhiên, trước khi sang Anh, vợ chồng Gary phải tìm cho chú chó cưng DC một chủ nhân mới. Lý do là bởi khi đến Anh, DC phải cách ly ít nhất 6 tháng. Lo lắng vì tuổi đời đã cao sẽ khiến chú chó khó có thể vượt qua chuỗi ngày dài đằng đẵng này. Vợ chồng Jerry đành đau lòng quyết định nhường lại chú chó cho người khác. Jerry cho biết họ đã đăng tin nhượng lại chú chó cưng trên báo. Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, vợ Jerry có nói đã tìm được một người nhận nuôi DC,
nhưng bản thân Jerry lại không hề biết bất cứ thông tin gì về người này. Lời khai của Jerry khiến cảnh sát vô cùng thất vọng. Mặc dù hai nhân vật mà Jerry đề cập đều có khả năng là hung thủ, nhưng do thiếu manh mối, cảnh sát không thể điều tra thêm. Trước tình hình đó, họ đành tập trung vào những tang vật có tại hiện trường. Họ đưa Jerry trở lại nhà riêng, mong tìm thấy một vài manh mối mới. Quả nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Jerry nhận thấy thiếu một số đồ dùng cá nhân của vợ như thẻ ngân hàng, sổ mật mã và một phong bì đựng tiền mặt. Song song với đó, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vân tay và lông tóc lạ tại hiện trường. Đặc biệt, trên tường phòng ngủ và phòng tắm còn xuất hiện những vết đỏ nhạt. Tiếc rằng, tất cả manh mối chỉ dừng lại ở mức tang vật vô chủ. Không có bất kỳ thông tin gì về nghi phạm, mọi nỗ lực điều tra gần như vô vọng. Tuy nhiên, đúng lúc vụ án gần như đi vào ngõ cụt thì một nhân chứng bất ngờ xuất hiện. Patrick Cone, một nhân viên bảo vệ làm việc tại một doanh nghiệp gần nhà Jerry, đã tự mình đến sở cảnh sát và cho biết rất có thể anh ta đã nhìn thấy kẻ thủ ác. Theo lời khai của Patrick, khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 5 năm 1985, khi đang trên đường đi đến nơi làm việc, anh ta nhìn thấy một người đàn ông da trắng, thân hình cao lớn đi ra từ hướng nhà Jerry. Người này mặc áo khoác đen hiệu Member Only, mặc quần jean và đội mũ len, trên vai anh ta vác một bao rác. Do đi ngược chiều nhau và ánh đèn đường khá sáng nên Patrick đã nhìn rất rõ mặt người đàn ông này. Thậm chí anh ta còn ngoái lại nhìn và thấy người đàn ông đó leo lên một chiếc xe Chevrolet màu trắng. Cảnh sát lập tức vẽ ra chân dung nghi phạm dựa trên lời khai của Patrick. Họ tin chắc rằng đây chính là kẻ sát nhân. Bởi lẽ theo nhận định của cảnh sát, thời gian gây án chỉ có thể xảy ra từ đêm ngày 9 đến trước 7 giờ sáng ngày 10 tháng 5. Trùng khớp thay là thời điểm xuất hiện của người đàn ông lạ mặt lại hoàn toàn diễn ra trong khoảng thời gian này. Ngày 14 tháng 5, cảnh sát mời Patrick đến và phác họa chân dung nghi phạm dựa trên mô tả của anh ta. Thế nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Vào giờ ăn trưa ngày hôm sau, Tim Hennis và vợ Angela bất ngờ xem tin tức về vụ thảm sát gia đình Jerry trên TV. Cả hai vợ chồng bỗng đứng hình, bởi vì chính họ là chủ mới nhận nuôi chú chó DC từ Kathy Eastburn, vợ của Jerry, chỉ mới một tuần trước. Quá đỗi hoảng sợ khi biết được tin tức, vợ chồng Tim lập tức lái xe đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Tim, thanh tra Watt đã sững sờ không nói nên lời. Người đàn ông tên Tim đứng trước mặt thanh tra Watt giống hệt như chân dung nghi phạm trong bức tranh phác họa, lại còn mặc chiếc áo khoác đen hiệu Member Only. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề giúp Watt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ta cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Chào anh, rất cảm ơn anh đã đến hỗ trợ chúng tôi. Mời anh kể hết những gì mình biết cho tôi nghe." "Chào cảnh sát, tôi tên Tim Hennis, là trung sĩ lục quân. Thật ra tôi không biết nhiều về vụ việc. Chỉ vô tình xem được tin tức trên TV và cảm thấy mình nên làm gì đó." Tim thận trọng trả lời. Sau đó, Tim cho biết anh đã đọc được thông tin nhượng lại DC trên báo. Được sự đồng ý của vợ, Tim đã đến nhà Jerry vào khoảng 9 giờ tối ngày 7 tháng 5 để xem chú chó. Thời gian 2 ngày trước khi xảy ra vụ án. Chủ nhà Kathy đã tiếp đón Tim rất nồng nhiệt. Cô cho biết chồng cô đang công tác xa nhà và gia đình sắp chuyển đến Anh sinh sống, nên phải tìm chủ mới cho DC. Sau khi xem qua và cảm thấy ưng ý chú chó, Tim đã bế DC về luôn trong tối hôm đó. Kể từ đó đến nay, anh không liên lạc lại với gia đình Kathy nên cũng không biết thêm ngoài vụ việc được phát sóng trên truyền hình. Lúc này thanh tra Watt hỏi, "Vậy tối ngày 9 tháng 5 anh ở đâu?" Tim thành thật trả lời, "Hôm đó vợ tôi có việc phải về nhà ngoại, tôi đã đưa vợ con qua đó rồi ghé qua cây xăng đổ xăng trước khi về nhà ngủ." Nghe đến đây, cảnh sát lập tức nhận ra vấn đề. Tim hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án. Nghĩ đến đây, thanh tra Watt bình thản nói, "Vụ việc liên quan đến nhiều người nên chúng tôi cần lấy thông tin của tất cả những người liên quan, mong anh hợp tác." Tim không một chút nghi ngờ hay phản đối, cảnh sát lấy lời khai, dấu vân tay, mẫu tóc và máu của Tim như thủ tục thông thường. Sau việc, chính Watt lại là người tận tình đưa vợ chồng Tim ra về. Tuy nhiên khi chiếc xe của vợ chồng Tim dần xa, lòng dạ Watt như biển lộng dậy sóng. Bởi lẽ, Tim lái một chiếc Chevrolet màu trắng.
Watt vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào nhận định của mình. Làm sao kẻ sát nhân lại tự động tra tay vào cổng như vậy, sẵn sàng đến đồn cảnh sát thể hiện sự quan tâm đến vụ án. Song Watt cũng không thể nào phủ nhận những sự trùng hợp đáng ngờ liên quan đến Tim. Để chắc chắn, thanh tra Watt quyết định triệu tập Patrick đến sở cảnh sát một lần nữa. Watt đặt trước mặt Patrick 5 tấm ảnh và hỏi xem trong số những người này có ai là người đàn ông lạ mặt mà anh ta nhìn thấy sáng ngày 10 tháng 5 hay không. Gần như không cần suy nghĩ, Patrick chỉ nghe vào một bức ảnh, chính là anh ta. Bức ảnh đó chính là ảnh của Tim Hennis. Mọi nghi ngờ của Watt đều được tháo gỡ, không thể chần chừ thêm nữa. Chiều hôm đó, Watt đã lập tức xin lệnh bắt giữ Tim Hennis. Vào tối cùng ngày, cảnh sát ập vào nhà Tim. Khi biết mục đích của cảnh sát, Tim vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thản nhiên nói: "Hy vọng là các anh hiểu rõ việc mình đang làm." Watt đã đáp lời gọn lỏn: "Chắc chắn rồi," và lạnh lùng còng tay Tim đưa về đồn. Sau khi bắt giữ nghi phạm, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra Tim Hennis. Theo đó, nhiều bằng chứng bất lợi cho nghi phạm đã dần hé lộ. Vài năm trước, tại một quán bar, Tim quen biết một người phụ nữ tên Nancy Messer. Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình, nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi. Điều đáng nói là sau khi chia tay, họ vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp gỡ. Mọi chuyện chỉ thực sự chấm dứt sau khi Tim kết hôn. Thế nhưng đến tối ngày 9 tháng 5 năm 1985, ban đêm khi Tim đưa vợ con về nhà ngoại, anh ta lại tìm gặp Nancy với lý do muốn trò chuyện. Tại nhà Nancy, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân thay vì thành thật chia sẻ, Tim lại nói những lời dối trá rằng anh ta và vợ đã ly hôn. Rõ ràng, Tim muốn nhen nhóm lại ngọn lửa tình xưa với Nancy, song Nancy không mảy may đáp lại. Sự việc này vô hình chung trở thành động cơ gây án. Sau khi rời khỏi nhà Nancy, Tim vẫn chưa muốn về nhà. Hắn ta bỗng nhớ đến Katie, người phụ nữ đăng tin nhượng lại chó cưng và cho biết rằng chồng cô ta đang đi vắng. Không may mắn cho Katie Ipper khi cô đã trở thành mục tiêu mà tên manh động Tim hướng tới để làm chuyện xấu xa. Chưa hết, cảnh sát còn phát hiện ra vào sáng ngày 10 tháng 5, ngày xảy ra vụ án, Tim có mang một chiếc áo khoác đen hiệu Member Only đến tiệm giặt là. Một người hàng xóm của Tim cũng cho biết anh ta thấy Tim đốt một đống lửa lớn trong vườn suốt hơn 5 tiếng đồng hồ vào ngày 11 tháng 5, một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra. Mặc dù ngày càng có nhiều chứng cứ chống lại Tim, song cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bằng chứng quyết định để buộc tội hắn ta. May thay, manh mối quan trọng nhất đã xuất hiện. Một trong những món đồ bị mất tại hiện trường là thẻ ngân hàng của Katie. Theo điều tra của cảnh sát, vào 10 giờ 54 phút tối ngày 10 tháng 5 và 8 giờ 56 phút sáng ngày 11 tháng 5, đã có người rút tiền từ thẻ này tại cây ATM với tổng số tiền là $300. Mặc dù vào những năm 1980, camera chưa được trang bị tại các cây ATM, nhưng cảnh sát phát hiện ra vào lúc 8 giờ 59 phút sáng ngày 11 tháng 5, chỉ 3 phút sau khi có người dùng thẻ của Katie để rút tiền, lại có một người khác sử dụng chính cây ATM này để rút tiền. Cảnh sát liên lạc với người này và được biết người rút tiền trước đó là một người đàn ông da trắng, cao lớn và lái một chiếc xe con màu trắng. Trùng hợp thay, Tim bị trễ hạn thanh toán tiền thuê nhà vào tháng 5. Thế nhưng sau khi vụ án mạng xảy ra, chủ nhà đã nhận được số tiền thuê nhà là $310. Trước phiên tòa, cảnh sát đã đưa ra một thỏa thuận. Nếu Tim nhận tội, hắn ta sẽ bị kết án tù chung thân mà không bị nhận mức án cao nhất. Tuy nhiên, Tim vẫn ngoan cố: "Tôi sẽ không bao giờ nhận tội cho những việc tôi không làm." Một năm sau, vào tháng 7 năm 1986, phiên tòa xét xử vụ án mạng gia đình Jerry chính thức diễn ra. Luật sư William Van Story, đại diện Viện Kiểm soát, mở đầu bài biện luận bằng câu nói đầy cảm xúc: "Những gì diễn ra tại ngôi nhà ấy thực sự quá tàn nhẫn. Đây là một trong những vụ án thảm khốc nhất từng xảy ra ở đất nước này." Tiếp đó, ông ta cho bồi thẩm đoàn xem hàng chục bức ảnh chụp tại hiện trường. Khi Patrick, nhân chứng quan trọng nhất của vụ án, khẳng định chính Tim Hennis là người đàn ông lạ mặt anh ta nhìn thấy vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 5. Luật sư Van Story hỏi: "Anh có chắc chắn không?" Patrick đáp: "Hoàn toàn chắc chắn, thưa ngài." Trong lời kết thúc phiên tòa, luật sư Van Story một lần nữa nhấn mạnh: "Chính hắn ta,
kẻ đã tước đi mạng sống của ba mẹ con nhà Isburn đang ngồi ở ngay đây và hít thở cùng không khí với chúng ta. Nhưng tôi hy vọng điều này sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Sau 10 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn nhất trí kết tội Tim Hendricks và tuyên án mức cao nhất cho tên sát nhân. Khi nghe phán quyết của tòa, Tim tháo chiếc nhẫn cưới ra và nói với luật sư: "Hãy đưa nó cho Angela và nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy." Tưởng như vụ án đã tìm ra được lời giải và kết thúc với mức án thích đáng cho kẻ sát nhân. Nhưng những điều không ngờ nhất thường đến muộn. 2 tháng sau khi phiên tòa kết thúc, Tim nhận được một lá thư kỳ lạ trong tù với dấu bưu điện ngày 8 tháng 7 năm 1986, ngày tuyên án. Điều đáng kinh ngạc nằm ở nội dung của lá thư. Gửi ông Tim Hendricks, tôi là một tên tội phạm, gia đình Edburn ra đi dưới tay tôi. Rất tiếc, giờ đây mọi chuyện đều quá muộn. Khi ông đọc được những dòng này, tôi đã cao chạy xa bay khỏi Bắc Carolina rồi. Chúc ông may mắn, ký tên Mr. X. Vừa kinh ngạc, vừa bàng hoàng, Tim nhanh chóng gửi lá thư này cho luật sư để chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Đồng thời, Tim cũng chủ động khởi kiện, yêu cầu xét xử lại. Thời gian thấm thoát trôi qua. 3 năm sau, vào năm 1989, luật sư của Tim chính thức gửi đơn kháng cáo lên tòa án tối cao tiểu bang. Ông ta cho rằng việc viện kiểm sát trình chiếu quá nhiều hình ảnh tàn bạo tại phiên tòa đã kích động sự phẫn nộ của bồi thẩm đoàn. Đồng thời, kết hợp với những lời lẽ đau lòng khiến bồi thẩm đoàn đã mất đi sự khách quan và đã đưa ra phán quyết sai lầm. Với 5 trên 7 phiếu thống nhất, tòa án tối cao tiểu bang thông qua đơn kháng cáo và đồng ý xét xử lại vụ án mạng gia đình Edburn. Lần này, luật sư bảo chữa cho Tim đã chuẩn bị kỹ càng hơn. Ngay từ đầu phiên tòa, ông ta đã tập trung tấn công vào nhân chứng quan trọng nhất của viện kiểm soát là Patrick, người đã tận mắt chứng kiến Tim đi từ phía nhà Jerry đi ra vào đêm xảy ra vụ án. Theo đó, ông ta khẳng định Patrick là một kẻ có tiền án tiền sự với hàng loạt tội danh như là trộm cắp và lừa đảo. Thậm chí là trong 3 năm vừa qua, Patrick còn nhiều lần bị cảnh sát truy cứu vì sử dụng thẻ ngân hàng ăn cắp và lái xe trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên, mỗi lần bị bắt, hắn ta đều lớn tiếng: "Các anh không được phép bắt tôi, hãy liên hệ với viện kiểm sát địa phương để xác nhận. Tôi là nhân chứng quan trọng của một vụ án rất nghiêm trọng và vụ án ấy vẫn chưa kết thúc." Không chỉ vậy, Patrick còn nói với rất nhiều người rằng: "Chừng nào Tim Haney còn kháng cáo thì cảnh sát không dám động vào tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn." Luật sư bào chữa cho Tim muốn thông qua những thông tin này để chứng minh là nhân phẩm của Patrick rất có vấn đề. Lời khai của hắn ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Ngoài ra, trong phiên tòa trước, khi luật sư hỏi Patrick là tại sao anh ta có thể nhìn rõ mặt bị cáo dưới ánh đèn lờ mờ vào lúc rạng sáng, thì Patrick tự tin trả lời: "Bởi vì trời đêm hôm đó rất đẹp, không một gợn mây." Thế nhưng, theo dữ liệu từ cơ quan khí tượng địa phương thì đêm hôm đó trời nhiều mây, không hề trong trẻo như lời khai của Patrick. Để chắc chắn hơn, luật sư của Tim còn triệu tập phi công lái trực thăng cấp cứu làm nhân chứng. Anh ta khẳng định đêm hôm ấy trời rất âm u. Với 2 lý do trên, luật sư của Tim khẳng định lời khai của Patrick, một kẻ nghiện rượu, trộm cắp và lừa đảo, là hoàn toàn vô giá trị với phiên tòa. Tiếp đó, luật sư hỏi Jerry, chồng của nạn nhân Kathy, về khoảng thời gian khoảng 2 tháng trước khi vụ án xảy ra. Gia đình anh ta có nhận được cuộc gọi làm phiền nào hay không? Jerry xác nhận là có. Lập tức, luật sư đưa ra lá thư bí ẩn mà Tim nhận được trong tù và đọc to nội dung lá thư trước tòa. Ông ta cho rằng rất có thể hung thủ thực sự của vụ án chính là Mr. X, tác giả của lá thư này. Trước tình hình đó, viện kiểm soát cũng ngay lập tức phản công. Họ triệu tập một nhân chứng mới là một phóng viên làm việc cho tờ báo địa phương. Người phụ nữ này cho biết, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày xảy ra vụ án, khi đi qua nhà Jerry, cô cũng thấy một người đàn ông cao lớn, da trắng, mặc áo khoác đen hiệu Member Only. Sự xuất hiện của nhân chứng thứ hai không chỉ củng cố thêm cho phe nguyên, mà còn gián tiếp chứng minh lời khai của Patrick hoàn toàn không phải là lời nói dối. Niềm tin chắc nịch của viện kiểm soát chưa được bao lâu thì bỗng chốc tan biến. Bởi lẽ luật sư bảo chữa cho Tim cũng triệu tập một nhân chứng. Ngay khi nhân chứng này bước vào phòng tòa, cả căn phòng chìm trong im lặng. Lúc này Charlie, một thành viên trong bồi thẩm đoàn, thốt lên đầy kinh ngạc. "Chúa ơi, người này trông giống hệt bị cáo, họ là anh em sinh đôi phải không?" Dĩ nhiên là không.
Nhân chứng này chỉ là một thanh niên trẻ tuổi sinh sống trong cùng một khu phố với nạn nhân. Điều thú vị là anh ta có thói quen đi dạo vào lúc rạng sáng. Anh ta không chỉ xác nhận mình có mặt tại khu vực xung quanh nhà Gary vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, mà còn cho biết là mình cũng có một chiếc áo khoác đen hiệu Members Only. Luật sư của Tim lập tức đưa ra nhận định rằng người đàn ông cao lớn mà các nhân chứng cung cấp cho viện kiểm sát rất có thể chính là thanh niên này, chứ không phải là Tim, và Tim hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng. Luật sư còn cho biết không chỉ có khuôn mặt, ngay cả thân hình giống nhau cũng không phải là chuyện hiếm. Bởi vậy, chưa chắc người đàn ông cao lớn rút tiền từ thẻ ATM của Katie là Tim. Sau khi phe bảo chữa hoàn thành phần chứng minh của mình, phiên tòa chuyển sang phần thảo luận về tang vật. Đây chính là điểm yếu chí mạng của phe Nguyên. Có người sẽ thắc mắc, tại sao mọi thứ lại rối ren như vậy? Ban đầu, cảnh sát cũng đã tìm thấy rất nhiều tang vật tại hiện trường như dấu vân tay, dấu chân, lồng tóc làm bằng chứng thuyết phục. Vậy thì sao lại nói đây là điểm yếu? Nhưng mọi chuyện đều được phân tích lại một cách kỹ càng. Luật sư của Tim lập tức chỉ ra rằng dấu chân tại hiện trường nhỏ hơn chân của Tim đến 3 size. Dấu vân tay, vết đỏ và lông tóc tìm thấy cũng không khớp với Tim. Không chỉ vậy, một trong những lý do khiến cảnh sát nghi ngờ Tim chính là chiếc áo khoác đen hiệu Member Only mà anh ta đã mang đi giặt là vào sáng ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Thực vật, thì dung dịch tẩy rửa sử dụng trong dịch vụ giặt khô không thể loại bỏ hoàn toàn vết máu. Và ông ta đã chứng minh điều này bằng một loạt thí nghiệm. Trên thực tế, cảnh sát cũng không phát hiện bất cứ vết máu nào trên chiếc áo khoác của Tim. Sau 2 ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn tuyên bố Tim Haney vô tội. Ngay xong phán quyết, Tim như phát điên lao ra khỏi vị trí bị cáo, ôm chầm lấy cô con gái 4 tuổi và bắt tay xin lỗi tất cả các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Phóng viên Wisnan, một trong những người theo dõi vụ án này từ những ngày đầu tiên, đã luôn hy vọng và tin tưởng là Tim vô tội. Lúc đó đã cảm thấy vô cùng phấn khích trước chiến thắng ngoạn mục này. Ông ta quyết định viết một cuốn sách về vụ án và cuốn sách Nạn nhân vô tội chính thức ra đời vào năm 1993. Và vào 3 năm sau, hãng truyền hình ABC sản xuất một bộ phim truyền hình cùng tên dựa trên cuốn sách này. Sau khi được trả tự do, Tim trở lại quân ngũ và được thăng chức lên thượng sĩ. Năm 1998, anh ta chuyển đến pháo đài Lewis, Washington làm huấn luyện viên cho đội thiếu sinh quân. Tháng 7 năm 2004, Tim Hennett chính thức nghỉ hưu với cấp bậc thượng sĩ cấp cao. Ngày 12 tháng 5 năm 2005, đúng 20 năm sau ngày xảy ra vụ án mạng gia đình Edburn, tiểu bang Bắc Carolina tổ chức một hội thảo về các vụ án chưa có lời giải. Vụ án nhà Edburn chính là một trong những chủ đề chính được bàn luận tại hội thảo này. Do thời gian quá lâu, rất nhiều điều tra viên tham gia vụ án đã nghỉ hưu, những người còn lại cũng không còn nhiều ký ức về vụ việc. Họ đã mời phóng viên Chris Nunn, người viết cuốn Nạn nhân vô tội, đến tham gia hội thảo. Để hoàn thành cuốn sách này, Chris Nunn đã phỏng vấn gần như tất cả những người có liên quan, bởi vậy mà không ai hiểu rõ vụ án này hơn ông. Hội thảo kết thúc, khi Chris Nunn đang chuẩn bị rời đi thì một thanh tra cảnh sát tên Larry Chott bỗng tiến lại gần. Ông ta hỏi Chris Nunn rất nhiều về vụ án Eastburn. Chris Nunn nhìn thẳng vào Larry và hỏi, anh thực sự muốn phá án sao? Nếu có thể, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Vậy tôi cho anh biết một chuyện. Thực ra năm đó, cảnh sát đã lấy mẫu tinh dịch từ cơ thể Katie. Mặc dù vào thời điểm đó, chuyện này chưa thực sự có ý nghĩa nhiều nên họ không công bố thông tin. Nếu anh tìm lại được mẫu vật này và nó vẫn còn giá trị, hãy thử kiểm tra xem sao. Chris Nunn nói. Một năm sau, vào một buổi sáng đẹp trời, chuông điện thoại của Quinton bỗng vang lên. Quinton nhìn vào màn hình, một dãy số lạ xuất hiện. Alo, ai gọi đấy ạ? Là tôi, Larry Chott đây, anh còn nhớ tôi không? Quinton bỗng sững người, tim đập thình thịch. Anh tìm ra hung thủ rồi sao? Phải, anh ta tên là... Vừa nghe xong cái tên mà Larry nói, Quinton chóng mặt, suýt ngã quỵ. Ông ta lắp bắp. Chúa ơi, chính tôi đã viết cả một cuốn sách để bào chữa cho anh ta. Đúng vậy, hung thủ xuống tay với gia đình Edburn chính là nhân vật chính trong cuốn Nạn nhân vô tội. Tim Hennett, người được tuyên án vô tội tại phiên tòa phúc thẩm. Larry khẳng định. Tuy đã tìm ra kẻ thủ ác, song theo luật pháp, một người đã được tuyên án vô tội trong phiên tòa phúc thẩm thì dù có phát hiện anh ta phạm tội thật đi chăng nữa, thì tòa án liên bang cũng không có quyền xét xử lại. Cảnh sát không thể chấp nhận kết quả này. Cuối cùng, họ cũng đã nghĩ ra
một giải pháp. Tim là quân nhân tại thời điểm phạm tội vào năm 1985. Dù không thể bị xét xử bởi tòa án liên bang, nhưng Tim vẫn có thể bị xét xử bởi tòa án quân sự. Cảnh sát đã liên lạc với một luật sư quân sự. Ông ta đã trình báo cáo toàn bộ hồ sơ vụ án lên Trung tướng John Vance, chỉ huy trưởng của pháo đài Bragg. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, Vance cho biết, tòa án quân sự chỉ xét xử quân nhân đang tại ngũ, trong khi đó Tim đã nghỉ hưu rồi, nhưng đừng lo, tôi có cách. Ngày 26 tháng 9 năm 2006, Tim Hennis nhận được thông báo từ quân đội yêu cầu ông ta trở lại phục vụ trong vòng 30 ngày. Vừa nhận nhiệm vụ, Tim bị bắt giữ và cáo buộc 3 tội danh sát hại. Ngày 17 tháng 3 năm 2010, lần thứ 3 trong đời, Tim Hennis lại đứng trước vành móng ngựa. Lần này là tòa án quân sự tại pháo đài Bragg. Dù đã thuê luật sư giỏi nhất, nhưng tất cả lời biện hộ cho Tim đều trở nên vô nghĩa trước bằng chứng ADN không thể chối cãi. Ngày 8 tháng 4 năm 2010, sau 3 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên mức án cao nhất dành cho Tim Hennis. Trong những thảm họa diệt môn, đôi khi kẻ gây ra thảm họa không phải là ai xa lạ mà chính là người sớm tối cận kề bên cạnh các nạn nhân. Máu chảy mà ruột chẳng mềm, có lẽ là câu nói đúng đắn nhất để nói về những bi kịch nảy sinh từ trong lòng một mái ấm tới như vậy. Và vụ án tiếp theo cũng đề cập đến một câu chuyện đau lòng như thế. Và xin mời các bạn hãy cùng theo dõi vụ án ba cha con qua đời ngay tại nhà, âm mưu bị lật tẩy nhờ lá thư tuyệt mệnh. Sáng sớm, ngày 8 tháng 8 năm 2007, người dân thị trấn Los Alamitos bị đánh thức bởi những tiếng gào khóc, ồn ào của một người phụ nữ. Cô ta cứ đi loanh quanh rồi hét lên, "Chồng tôi đi rồi, ai giúp tôi với?" Chồng cô ta, một người đàn ông mới hôm qua còn trông rất khỏe mạnh, trẻ trung, tại sao lại có thể ra đi đột ngột đến như vậy? Điều ẩn giấu đằng sau bi kịch này là gì? Và người phụ nữ kia có liên quan hay không? Hãy cùng chúng mình tìm lời lý giải xác đáng nhất trong vụ án của ngày hôm nay. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay là Tăng Mạn Lâm, 27 tuổi, là thế hệ thứ hai trong một gia đình người di cư gốc Đài Loan tại Mỹ. Năm 2001, Tăng Mạn Lâm kết hôn với Neil Williams, cũng 27 tuổi. Họ có hai con trai là Devon, 7 tuổi và Ian, 3 tuổi. Neil trở thành ông bố nội trợ để ở nhà chăm sóc hai con, còn Tăng Mạn Lâm làm bồi bàn tại một nhà hàng. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 2007, trên con phố vắng lặng của thị trấn Los Alamitos, một người phụ nữ với bộ dạng luộm thuộm, tóc tai bù xù đang hốt hoảng kêu gọi sự giúp đỡ từ hàng xóm. Đó chính là Tăng Mạn Lâm. Cô mặc quần sóc ngắn, áo phông ngắn tay, chân trần và toàn thân nồng nặc mùi rượu. Mạn Lâm vừa khóc vừa kêu lớn. Trời ơi, chồng tôi đã qua đời rồi, ai đó làm ơn giúp tôi với. Rồi cô lại nói, tôi bị mất ngủ nên đã lái xe đi dạo để tĩnh tâm lại. Khi tôi vừa về đến nhà thì phát hiện ra chồng tôi đã đi rồi. Sau khi nghe Mạn Lâm kêu khóc, hàng xóm bước vào trong nhà thì thấy Neil nằm gục trong vũng máu trên sàn. Người hàng xóm lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát có mặt tại hiện trường chỉ sau ít phút. Điều đầu tiên mà cảnh sát nhìn thấy khi bước vào trong nhà là Neil nằm ngay chân cầu thang dẫn lên tầng 2. Trên người anh có nhiều vết dao đâm, máu vương vãi khắp sàn nhà và tường. Bên cạnh thi thể của Neil là một thanh katana, tức là một con dao Nhật, vấy đầy máu. Sau đó, cảnh sát tiến vào phòng ngủ của hai đứa trẻ thì thấy hai cậu bé nằm trên giường tầng, trông như đang ngủ. Cậu con trai lớn Devon nằm ở tầng trên, còn cậu em trai đang nằm ở tầng dưới. Họ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi tiến lại gần, họ mới tá hỏa phát hiện hai đứa trẻ đã qua đời từ lúc nào. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, cảnh sát bước ra ngoài, thấy Tăng Mạn Lâm đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, vừa khóc vừa hỏi, chồng và con tôi sao rồi? Cảnh sát đã thông báo tin buồn cho cô, và ngay lập tức cô nôn tại chỗ. Sau đó cảnh sát liên lạc với gia đình nhà chồng để thông báo vụ việc. Còn Tăng Mạn Lâm được đưa đến đồn cảnh sát thành phố Walnut gần đó để lấy lời khai. Khi biết tin, mẹ của Neil vô cùng đau khổ trước sự ra đi của con trai. Bà không hề nghi ngờ gì con dâu vì nghĩ rằng cảnh sát hỏi han theo đúng thủ tục thôi. Thế nhưng bà không ngờ rằng từ khi bị đưa đến đồn cảnh sát,
Tăng Mạn Lâm không được thả ra và những thông tin sau đó càng khiến bà sốc hơn nữa. Tại đồn cảnh sát, Tăng Mạn Lâm khai rằng vào sáng hôm xảy ra vụ án, cô đã đi siêu thị mua đồ rồi trở về nhà thì phát hiện ra bi kịch kinh hoàng này. Lời khai của cô khác hoàn toàn với những gì mà cô đã kể cho hàng xóm nghe nên đã khiến cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Khi bị cảnh sát hỏi về sự trái ngược này, cô lại thay đổi lời khai, nói rằng cô bị mất ngủ nên đã lái xe lên núi gần đó để hút thuốc. Sau khi trở về nhà vào lúc rạng sáng, cô đã phát hiện chồng mình bị sát hại. Trước khi rời khỏi nhà lúc 4 giờ sáng, cô thấy chồng và con trai vẫn đang ngủ say nên không khóa cửa. Viên cảnh sát hỏi, vậy theo cô, ai có thể là hung thủ? Tăng Mạn Lâm trả lời, thực ra chồng tôi đã ngoại tình hơn một năm nay. Gần đây anh ấy mới thú nhận với tôi. Còn hung thủ là ai thì tôi thực sự không biết. Có khi nào là nhân tình của anh ấy hay là do nhân tình của anh ấy thuê người sát hại chồng tôi bởi vì ghen tuông không? Trong suốt cuộc thẩm vấn kéo dài hàng giờ đồng hồ, Tăng Mạn Lâm luôn nhấn mạnh rằng mình vô tội và không hề biết gì về vụ án mạng này. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy cô ta có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Tâm trạng của cô thay đổi thất thường, lúc thì kiêu ngạo, lúc thì buồn bã, lúc lại vui vẻ. Những mâu thuẫn trong lời khai của cô ta khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Họ quyết định tạm dừng cuộc thẩm vấn và điều tra kỹ hơn về người phụ nữ này. Trong khi đó, một đội cảnh sát vẫn đang tiến hành khám nghiệm căn nhà nơi xảy ra vụ án. Họ tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong máy của Neil. Trong thư, Neil nhận là người gây ra thảm kịch này. Tuy nhiên, cảnh sát lại hoài nghi về tính xác thực của lá thư tuyệt mệnh. Họ phát hiện có 97 vết thương trên cơ thể Neil, trong đó có hơn 20 vết thương ở tay và cánh tay. Đặc biệt là có nhiều vết thương thể hiện Neil đã cố gắng chống cự. Rõ ràng, những vết thương này không thể tự gây ra được. Sau đó, cảnh sát kiểm tra chiếc xe mà Tăng Mạn Lâm đã lái đi vào đêm hôm xảy ra vụ án. Họ phát hiện một bao thuốc lá với máu trong xe. Qua giám định ADN, cảnh sát xác định đó chính là máu của Neil. Phát hiện này khiến Tăng Mạn Lâm chính thức trở thành nghi phạm. Nếu như những gì cô ta nói là sự thật, thì bao thuốc lá của cô không thể dính máu. Rõ ràng là cô ta đã nói dối. Cảnh sát ngay lập tức thông báo phát hiện này cho Tăng Mạn Lâm. Ngay khi nhận thông báo, Tăng Mạn Lâm đã lập tức thú nhận hành vi phạm tội của mình. Vậy thì tại sao cô ta lại ra tay tàn nhẫn với chồng như vậy? Để hiểu rõ hơn về động cơ gây án của Tăng Mạn Lâm, thì chúng ta cần quay trở lại quá khứ của cô ta. Tăng Mạn Lâm sinh năm 1980 là con đầu lòng trong gia đình. Bố mẹ cô là những người di cư thế hệ đầu tiên tại Mỹ nên phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Sự ra đời bất ngờ của Tăng Mạn Lâm càng khiến cho cuộc sống của bố mẹ cô thêm phần khó khăn. Họ không hề chuẩn bị tâm lý để trở thành bố mẹ và luôn cho rằng sự xuất hiện của Tăng Mạn Lâm chính là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh của họ. Tăng Mạn Lâm không những không nhận được tình yêu thương của bố mẹ mà còn thường xuyên bị mắng mỏ, thậm chí là bị xuống đòn. Tuổi thơ không hạnh phúc khiến Tăng Mạn Lâm càng trở nên tự ti và khép kín hơn. Khi đến trường, cô bị bạn bè cô lập và trêu chọc không thương tiếc. Cô cũng được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn khả năng học tập nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu bài vở. Càng bi kịch hơn khi bố mẹ thường xuyên chửi mắng cô là đồ đần độn. Một người bạn thời thơ ấu của Tăng Mạn Lâm nhớ lại. Tăng Mạn Lâm là một cô gái có tâm trạng thất thường, hay giận dỗi và luôn không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cô ấy có thể văng tục, chửi bới như tát nước vào mặt người khác, nhưng cũng có lúc lại trở nên im lặng đến lạ thường. Năm 1999, khi 19 tuổi, Tăng Mạn Lâm gặp Neil trong một chương trình nghệ thuật. Neil cũng 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Whittier, gần nơi Tăng Mạn Lâm sống. Neil có mẹ là Jan và chị gái Mara. Ba mẹ con rất thân thiết với nhau. Bà Jan đã tạo dựng một mái ấm đầy tình yêu thương cho Neil và Mara. Nhờ vậy, Neil được lớn lên trong sự bao bọc và chăm sóc của mẹ và chị. Cậu là người hướng nội, thích phim chiến tranh giữa các vì sao, trò chơi điện tử và thích sưu tầm các loại kiếm. Trong đó, cậu thích nhất là katana, một loại kiếm truyền thống của Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Neil học tại trường cao đẳng cộng đồng Mount San Antonio College, thành phố Walnut. Cậu kiếm việc làm thêm tại cửa hàng Subway và chính tại đây cậu đã gặp gỡ Tăng Mạn Lâm. Neil cho rằng
Tăng Mạn Lâm rất xinh đẹp và cả hai đã nhanh chóng bị thu hút nhau bởi tính cách tương đồng. Cặp đôi trẻ luôn có chuyện để nói với nhau và chẳng bao lâu thì bắt đầu hẹn hò. Một năm sau, cô và Niu kết hôn. Họ tổ chức một đám cưới lớn tại một nhà thờ của người Đài Loan. Sau khi kết hôn, cả hai chuyển đến thị trấn Los Alamitos và thuê một căn nhà cũ do bố mẹ Tăng Mạn Lâm đứng tên. Vào mùa thu năm 2003, Tăng Mạn Lâm sinh con trai thứ hai, đặt tên là Ian. Cậu con trai lớn Devon rất hiếu động. Cậu bé ước mơ sau này sẽ được học cao đẳng Whittier để nghiên cứu về loài khỉ, bởi vì bà Jan của cậu đang làm việc tại đó. Cậu con trai út Ian lại hay nghịch ngợm và phá phách. Để trang trải cuộc sống, Tăng Mạn Lâm vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa làm thêm tại nhà hàng. Niu thì làm nhân viên phục vụ toàn thời gian tại Disneyland. Dù vậy thì thu nhập của cả hai cũng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Sau khi Ian ra đời, cuộc sống của gia đình trẻ ngày càng khó khăn. Cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã vì tiền bạc. Tăng Mạn Lâm muốn chồng tìm một công việc mới có mức lương cao hơn. Nhưng Niu lại thích làm việc tại Disneyland vì không quá gò bó nên bỏ ngoài tai lời phàn nàn của vợ. Tăng Mạn Lâm ngày càng bất mãn với cuộc sống hiện tại. Cô muốn sống trong một căn nhà lớn hơn, có nhiều tiền hơn. Vì thế cô thường xuyên gây áp lực cho Niu, khiến anh phải kiếm nhiều tiền hơn. Năm 2006, trước sự thúc giục của vợ, Niu nghỉ việc ở Disneyland và tham gia khóa học đào tạo bán bảo hiểm. Tăng Mạn Lâm dồn hết tiền tiết kiệm để chồng đi học. Nhưng Niu lại là người ít nói, không giỏi giao tiếp nên không phù hợp với công việc bán hàng. Anh chỉ làm việc được một thời gian ngắn sau khi hoàn thành khóa học thì nghỉ việc. Kể từ đó, Niu trở thành ông bố nội trợ toàn thời gian. Niu rất yêu thích công việc mới này bởi vì anh có thời gian chơi đùa cùng các con, chơi game và không còn phải lo lắng về công việc. Để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình, Tăng Mạn Lâm phải tăng ca nhiều hơn. Từ nhân viên bán thời gian thành nhân viên toàn thời gian. Dù Niu ở nhà chăm con nhưng anh ta lại không giỏi việc nhà. Ngoài chơi đùa với các con thì anh không biết nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa. Hai đứa trẻ phải ăn đồ ăn sẵn mỗi ngày. Mỗi ngày ta làm trở về, Tăng Mạn Lâm lại phải đối mặt với đống việc nhà bộn bề khiến cô kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô bắt đầu hoài nghi về vai trò làm vợ, làm mẹ của mình và thường xuyên cãi vã với Niu. Hàng xóm kể lại rằng hai vợ chồng Tăng Mạn Lâm cãi nhau như cơm bữa, to tiếng đến nỗi cả hàng xóm đều nghe thấy. Mùa xuân năm 2007, Tăng Mạn Lâm đề nghị ly hôn nhưng Niu không đồng ý. Niu cho biết anh lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương của bố nên anh hiểu rõ nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi cha. Anh không muốn hai con trai của mình phải trải qua cái cảm giác bất hạnh đó. Tăng Mạn Lâm không tiếp tục nói đến chuyện ly hôn nữa. Thế nhưng trong lòng cô ta, cuộc hôn nhân này đã tan vỡ từ lâu rồi. Không những chán ghét người chồng vô dụng, Tăng Mạn Lâm còn cảm thấy mệt mỏi với vai trò làm mẹ. Cô khao khát được tự do, được sống cho riêng mình, rồi dần dần lạc lối trong chính sự tự do mà mình khao khát đó. Đến mùa hè năm 2007, Tăng Mạn Lâm hoàn toàn thay đổi. Sau giờ làm việc, cô thường xuyên đi bar với bạn bè rồi mới về nhà. Vào tháng 6, khi đang lướt mạng xã hội, cô bất ngờ thấy tài khoản của John, bạn trai cũ thời trung học. Ký ức về tuổi thanh xuân ngây thơ, hồn nhiên, bỗng chốc ùa về. Cô liên lạc với John và rủ anh đi ăn tối cùng hai người bạn khác. Trong bữa ăn, Tăng Mạn Lâm than phiền về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình và nói rằng muốn ly hôn. Tuy nhiên, khi bạn bè hỏi về kế hoạch ly hôn, Tăng Mạn Lâm lại lảng tránh. Sau bữa tối hôm đó, cô gửi tin nhắn cho John nói rằng cô sẽ đến thành phố Santa Barbara vào tháng 7 và hỏi anh có thời gian gặp mặt không. Vài ngày sau, cô nói dối mẹ chồng là phải đi Santa Barbara công tác rồi nhờ bà chăm sóc hai con nhỏ để đi gặp John. Và tại đây, Tăng Mạn Lâm đã ngoại tình với John. Cô muốn duy trì mối quan hệ này, nhưng John lại khuyên cô là nên ly hôn với Niu nếu thực sự muốn bắt đầu với anh ta. Em đã có gia đình rồi, việc làm này là sai trái. Nếu em muốn tiếp tục mối quan hệ này thì phải chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại với Niu, John nói. Lời từ chối của John khiến Tăng Mạn Lâm rất thất vọng. Mối quan hệ ngoài luồng ngắn ngủi của họ cũng kết thúc từ đây. Theo lời khai của John, trong thời gian ngắn ngủi họ qua lại với nhau, Tăng Mạn Lâm hoàn toàn bình thường và thậm chí còn không hề tỏ ra buồn bã hay giận dỗi khi bị anh từ chối. Mùa hè năm 2007, Los Angeles trải qua một trận hạn hán khốc liệt.
Vào những đêm hè nóng nực ấy, Tăng Mạn Lâm không thể chợp mắt nổi. Trong đầu cô luôn xuất hiện những suy nghĩ thoát khỏi cuộc sống tù túng hiện tại. Cô nhớ lại lời của Neil từng nói rằng nếu các con có chuyện gì thì anh ấy cũng sẽ không sống nữa. Ý nghĩa đen tối bắt đầu hình thành trong đầu người phụ nữ này. Tối ngày 7 tháng 8 năm 2007, khi Neil không có nhà, Tăng Mạn Lâm làm bánh pizza dứa, món ăn ưa thích của hai con trai, cho chúng ăn tối. Sau bữa tối, cô dỗ hai con đi ngủ rồi cẩn thận đắp chăn cho chúng. Trên giường của Devon và Ian đầy những món đồ chơi ưa thích của chúng. Chờ cho hai con ngủ say, Tăng Mạn Lâm lại lén lút bước vào phòng ngủ của chúng, lấy gối và xuống tay với hai con trai bé bỏng. Ra tay với hai con xong, cô ta mở máy tính, lướt mạng xã hội xem trang cá nhân của John, rồi gửi tin nhắn cho bạn bè rủ họ đi ăn tối tại một nhà hàng gần đó. Trước khi ra khỏi nhà, Tăng Mạn Lâm tắm rửa và thay quần áo như thể không có chuyện gì xảy ra. Tăng Mạn Lâm nghĩ rằng sau khi biết tin con đã qua đời, Neil cũng sẽ tìm cách đi theo. Nhưng đến nửa đêm khi cô trở về, Neil vẫn đang ngồi chơi game trên máy tính. Căn phòng bừa bộn với rác rưởi và bát đĩa bẩn. Neil vẫn chìm đắm trong thế giới ảo của mình mà chẳng mảy may biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc say rượu, cơn giận dữ của Tăng Mạn Lâm bùng phát. Cô ta la hét cãi vã với Neil. Hàng xóm phải báo cảnh sát vì tiếng ồn quá lớn phát ra từ nhà của họ lúc nửa đêm. Neil lên lầu ngủ một mình, trong khi Tăng Mạn Lâm vẫn chưa nguôi cơn giận. Cô ta đeo găng tay cao su, lấy một thanh katana trong bộ sưu tập của Neil rồi lén lút lên lầu, xuống tay khi anh đang ngủ. Sau khi xong việc, cô ta thay quần áo, lái xe lên núi hút thuốc rồi vứt bộ quần áo dính máu vào thùng rác bên đường. Sáng hôm sau, cô ta trở về nhà, giả vờ khóc lóc như thể mình vừa phát hiện ra việc chồng con bị sát hại. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy một cuốn từ điển, trong đó có một con dao được kẹp ngay trang có định nghĩa của từ hôn nhân. Tăng Mạn Lâm từng than phiền với bạn bè rằng cô bị ép buộc phải kết hôn vì đã lỡ mang thai và luôn đổ lỗi cho Neil vì khiến cuộc đời cô trở nên bất hạnh. Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, Tăng Mạn Lâm bị bắt. Tại phiên tòa xét xử diễn ra tại tòa án cấp cao Pomona, luật sư của Tăng Mạn Lâm đã cố gắng biện hộ cho thân chủ bằng cách cho rằng hành động của cô là hậu quả của những tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, quan tòa cho rằng hành vi của Tăng Mạn Lâm rất tàn nhẫn và được lên kế hoạch từ trước. Việc cô ta đeo găng tay cao su khi gây án và phi tang dấu vết cố tình làm giả thư tuyệt mệnh chứng tỏ đây không phải là hành động vô tình trong lúc nóng giận. Rõ ràng, động cơ gây án của cô ta xuất phát từ lòng ích kỷ, muốn thoát khỏi gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới với người đàn ông khác. Trong phiên tòa, cha của Tăng Mạn Lâm nhận lỗi vì đã không dạy dỗ con gái đúng cách khiến cô phải trải qua những tổn thương tâm lý và gây ra tội ác tày trời. Ông cúi đầu xin lỗi mẹ của Neil vì không thể nuôi dạy con gái trở thành một người tốt. Ngày 4 tháng 11 năm 2010, Hội đồng thẩm phán tuyên bố Tăng Mạn Lâm phạm 3 tội danh giết người và đề nghị hình phạt tử hình với tỷ lệ 8 phiếu thuận và 4 phiếu phản đối. Cuối cùng, quan tòa chấp nhận kiến nghị của hội đồng thẩm phán tuyên án tử cho Tăng Mạn Lâm. Tăng Mạn Lâm đã phải trải qua tổng cộng là 12 năm 4 tháng trong lao tù và cuối cùng cũng bị xử tử vào tháng 9 năm 2020. Và vụ án vừa rồi cũng đã khép lại chuỗi kỳ án ngày hôm nay của Kỳ án có thật. Bạn có suy nghĩ như thế nào về những câu chuyện đầy bi kịch này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Và tới đây, Kỳ án có thật cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng chúng mình đến tận giờ phút này. Trước khi tạm biệt, các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh để nhận thông báo về những vụ án kinh điển khác nữa. Còn bây giờ thì Khánh Hà xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.